Ta lại chung lai với Bi Châu rồi. Chỉ còn mẹ mất One Hit rồi. À đâu? One Hit là ai hả em? Ai biết được ai? One Hit đánh tốt. One Hit đánh hay bet, không chơi á. Thôi, tem 3 GG. One Hit đánh tốt đấy. Đánh tốt hơn chính này là chính này đây, chính này đây, đi đây má thiệt đéo được một tí phạm bình ở đây ta gì vậy ta. Ủa hay man du má thiệt đéo rồi, đi còn một tí đi đây full cức ở đây ta. Trời ơi đâu một thùng nữa thì lên hoàng nữa thì đỡ gì nói. Bắt hết rồi. Tối nay team 4 có 5 M giao lưu. Tất cả các loại kèo vào đây luôn. Đụng má quanh hit vô team vào đây vậy. Team 4 nhận mọi kèo quay xe. Team 3. Ui, cái lover toàn bị trâu đâu em. Naka này. 2 phút luôn anh em ơi, không phải sợ. Nhưng mà sao làm tỷ phú ở dưới vậy ta, bịp à. Ừ, đang đéo hiểu sao tỷ phú lại ở hàng này. Tỷ phú đánh hút cả hai bãi đái luôn. Tỷ phú phải nằm tem 4 mới đúng. Tỷ phú phải thay đòn cây đời hay hơn. Ủa từ cái like chứ HN là like nào? À đủ má chết mẹ rồi. Đủ like này thì đánh giá là Covid là đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất. Trước là gọi xem ở đâu, Lai này con Hùng mà, anh Hùng với Covid là sáng cửa nhất. À, Lai là Suri cũng ngon này. Suri ngon nhất. Suri cũng gọi là kia. Hay quá. Chúc mừng Bảo Dũng. Bảo Dũng là về team của... team này gì? Team 1, team của em Hiếu. Tụi má thôi. Ở trao giải luôn đi, trùm gỗ đá. Quá tuyệt vời, quá đẳng cấp từ vị trí của tiên cầu cao với thả một giả. Team nào mà gặp team em là nhớ mốt CD là ban gấu đá đi nghe. Ai rồi, team của em rồi. Team này lấy cục mỡ tốt. Lấy cục mỡ với lại Suri là ngon nhất. Ê, trông thấy những người còn lại ngon trừ admin đấy nhá. Ê, đồ mất HN nha, nó né đồ mất bả nè, HN ơi, con ơi, con. HN ơi, đừng, HN, cút, HN. What the fuck? Ê, ví dụ mà mình có việc bận á, mình có việc bận thì mình có thể bỏ giải được không? Cái số tao nó cũng dính với HN, sao Tem 2 cần giao lưu với Tem 4 1 5M. Thôi, thịt mẹ. Mặc hết. Anh em chơi nha, tao đi đây. HN có ở trong này không? Cho tao xin rút tiền. Rút sớm được cầm về 1 lít. Địt mẹ thì 3 cái lên còn lại như đầu bùi ấy nhỉ. Không nói cái gì đấy. Cái này là Suri là ngon, cục mỡ thì ngon. Trong đám này Suri ngon nhất. Đây rồi. Suri ngon nhất trong đám này. Suri à thì đéo nào dính thằng lòng anime ra thôi mắc hay được thì rồi. Hero có solo. Hero phải tem ai đây? Lover. Đập phải sớm rồi, không để cho em. Ok. Quái nhà này, cái này quay đánh giả nè, cái này quay đánh giả sắp tới. Tại đồ má có 1-9-1-10 đó mày đồ má. Tem 8 có muốn đổi cục mỡ lên HN không? Tem 3 mạnh nhất nha. À thì 3 nhìn cứng cửa kìa. Tem 3 đều tay đấy. Tem 4 khỏe này. Tem 3, tem 7. Chị bố đang khỏe độ má thằng lâu anh em đi vô cái đồ mà kéo tụt xuống. Cậu má đang 4 cái trước đó đang 4 mảnh ghép đi cơ ngoài đẹp như trong tranh đồ má thì chui vô lò HNL. Đeo dính đâu HNL sao chơi. Địt con mẹ. Chẳng rồi lại tem 4 mà lấy cục mỡ hay là Suri thôi là chấp. À tìm ba mạnh nhờ, tìm ba mạnh thật. Tìm ba mạnh đều nhất, tìm ba đều nhất. Đều tay. Lại chưa cặp luôn đi.
Dê cặp là sao? Giờ đánh BO3 được không? Anh em vô hốt BO3 đi, đánh đi lẹ nè. Ơ bọn mày đéo vào like 2 à? Có, từ coi đây. Ờ chiến này, cái này là tí tiếp. Đây đây đợi đi. Giờ đánh đi ba anh em ơi. Lẩu mất cuộc đời mày, đủ má đếm nét của anh được rồi, hát được rồi. Mày làm sao đó mày làm nha. Anh Hùng bôi phần đấy căng chuông V vào là được. Ờ, ai ai hot đấy nhở? Dính một giấy, ta lên đây. Anh chim một, anh lai một anh không? Thôi, đây thì không cần đâu. Cứ đủ là chạy đi. Thôi, sao này bọn nó chưa chửi nhở? Anh chim đó nè. Tối hôm qua kêu chia, chưa thấy chia tu. Đồ mà cái lai cũng gặp gì, đồ mới kinh gì. Tại vì cả Long Blood rồi cả HNL, Agusimin nữa. Tùng phạt đánh giả, Tùng á, Tùng đợt này bằng anh em. Tùng gì đánh kia ta, Tùng gì đánh đánh Zika team thôi cho nó giải. Em khoan nha em. Thank you.
Không, số 5 là số 5 là thằng Tú. Tú Vũ Văn Lén đấy. Hãy quay ra hồi đám đi nhóm này. Là tính nói ô lỗ hết luôn. Qua tỷ số đẹp quá chứ chứ hôm nay. Ok anh Tuấn ơi, sẽ cố gắng. Hôm qua là 2-21 nhỉ? Ở đâu chưa đổi tỷ số nè. Một người đến từ xa nơi em. Phương Đằng nha. À, mất hết rồi. Tại trái hắc nào, tại phải lòng mà lắt. Gọi là chơi sub thôi anh em ơi. Hero này chơi bố tư rồi. Chị Google, bắt đầu đọc bình luận, đọc bình luận. Vừa cái đôi vừa tay tạ thôi rồi. Sao? Sao đâu? Bạn team 6 con Khang kìa. À. Đồ má team team 4 ta đang đẹp chứ thì đéo đụng má lọc vô ngay hoặc nữa kéo team xuống làm nùng nhục sĩ khí dữ. Hồ Thanh Tâm tập tạ được mấy ngày tắc cam suốt a. Rồi Thanh Tâm nhận. Ở hôm qua kêu đó mà thua rồi. Hôm qua game cuối đó mà thua thấy lai ngon mà ta. Ba ra kiến. Ao hai lần kia chia lại lai nó không chịu đi chứ. Dạ. Ấy kiến sờ la rồi leo rồi thì không mày thấy lai game đánh cuộc khỏe phết chết vô chém. Thì kêu nó không muốn đổi swap lan. Bây giờ tao hỏi thằng sai lần với thằng Sven thì đi sau lại sờ la với kiến đúng không? Nó không Châu Hoài Ân ai trả hình xin như thế? Con này mất để cho hai level luôn. Đó đấy, nó chờ đấy. Kẻ đó block thì hơn chặt rồi, còn hai lane kia thì hơn của bạn thấy Umi xanh quá. Má anh thấy đây có hero nào đi mid nha, đánh sai lần đi mid à? Có sai lần thôi. Má của Lina của Long Nách kìa đi công mà Long Low mà mid đi em. Anh đây em. Đi mẹ mày lấy con Lila của bố mới rồi. Đi mẹ mày. Thôi thôi, ôm chí lụt lại đéo mất giải rồi, chán quá. Ủa Jen, ủa thường Hiếu có gì mà máu Jen vậy? Bạn ơi. Bada đúng không? Ta thấy team 4 thì mày ok đấy. Hôm qua Bada Silent cũng ngon mẻ đi đâu. Bada Silent cóc là đẹp rồi. Bada Silent với cả nào đang đôm đi. Đó hắn nữa đâm đi lên thẳng cây xanh cho tao. Đừng có mi đáp mày đụng gì hết. Lên thẳng cây xanh đụng mày đâm creep cũng được. À, thầu anh tới đi mic đi. À nên đã sẽ lên bây giờ. Để đi con mày vô lòng nách đi con mày vô băng lắm. Lòng nách biết đánh Sala không vậy? Biết đánh Sala lên Blink được không? À thì lòng nách tiếp sub nam trước đi nhờ. Lòng nách sub nam cứ đi cho từ tí thằng kia nó ấy sao? Để đâu em sub ấy là em hỏi anh biết để biết. Không biết là tên đầu thì vẫn để cho con Bara nó mua cái kia trước đây u trước đi. Là tín đồ xong được.
Còn không cho nó Lina sub cũng được nhờ. Hãy đánh Lina sub mâm. Bắt vua cũng được. Cho nó sub đi. Đánh Lina sub đi. Chỉ nghe phản âm á. Đó anh em. Đánh Lina sub đi. Ơ phản âm không? Cái gì mà. Cho nó Sala đi, nó đi làm được đâu. Nó Sala còn tê còn tun được. Rồi thôi trách đi, thôi đánh Sala đi, Sala sẽ làm được. Ok, go anh em. Cho nó lù đi, cho ta lấy level. Lai 4 đạt đẹp, có 1 tí HN, cùng là em bị. Má cái lai của em Hà mạnh. Lai là rất là đều. Anh pháp được à? Anh pháp được cái gì đấy? Không, không lai đấy. Duy Vũ, Kikos đi chí. Đẹp nhất là lai của chí á, hero team của chí á. Alo, team thí mà đẹp. Team nó hiện tại, nói chung là team hiện tại thì... Thì đó, đang đẹp đấy. Không phải là bắt em bây giờ. Team chỉ là đủ hết. Thằng Relit giúp này, có co, có mid. Nói chung là cũng ok. Nói chung là đang đẹp đấy, nhưng mà thì đó. Dính, tự nhiên dính vô nhóc HRL nó điệt cơ mà là... Có được swap không? CD mà, CD thì... có CD mà. À, ok. Thí Dũng nha, hello. Khóc ra bầu lại nha thân phụ ơi, xem có hết chưa? Oracle à? I smell magic in the air. Nguyễn Dũng, Halo chí nhé thêm nhỏ dãi. Cái dạng 1 sao đánh ok nhất là Suri đấy. Suri. Mà team của những thằng Defy là... Mà anh trước tí là Defy là kịp hai sát thủ thì thôi anh kích ai bọn. Hiếu Hùng, có một mình ông nghe phản âm chứ ai nghe đâu. Anh thích đưa à? Tú cầm bát cũng khó chịu đấy. Đội lan không anh em ơi, bà ra sẽ làm đi tốt không? Easily done. Cũng có đi mấy cái sao? Ủa quê sao lên mấy thằng tốt hả? Còn có nào vậy? Đâm, muốn đâm. Nó đâm lên tốt đi. Đâm tốt thì bật tê chạy cũng được. Đâm công nó nấy lên đi. Tốt là gửi ép với cả ấy rồi. Gửi ép với cả Bachider. Ở đâu? Ủa? Ủa bài tiếng nó ai mít? Oracle mít à? Nevermore. Ủa đứa Lâm nắp lên không lấy? Nằm mò không lấy chứ. Lâm nắp mua cái đồ vậy. Ba sao lên rồi. Quên nè, quên nè, hiểu rồi. Phải rồi lông lồ. Nắp mua cái đồ vậy, đi lên nâng cấp rồi đấy. Ờ đi nha. Đá cây đi nhá. Nó mua gì vậy? Không bé. Đi sao? Ai để mua, bé chấp hai thằng. Thì mình đi lên yếu quá nhờ. Đó mà em. Sao em. Lên với bắt chay rồi, lên tốt là lên với bắt chay rồi đó. Thôi Hiếu chúng ta đi Hiếu qua, kệ Sala đi, Sala đâm cho nó đi tốt đi. Nếu còn giết người được, em cát còn giết người được, tiếng là thấy không được đâu. Cái đều đi vào đường rồi. Cho lên tốt với level đi. Ông đâm chui mèo vào đường mà pha. Đâm vào đường đi, cho Sala lên tốt pha đi. Thôi Hiếu chúng ta đi. Cành mát cái tê vào mà chạy. Tụi nó đâu có gì dưới chân đâu. Tao bảo này, cái lên tốt á, mày bị mày chấm 200 là mày né luôn, mày không? Mày bị chấm 200 là mày chạy luôn được, để chấm nó chấm nhiều quá. Easily done. Cái chấm 2 chấm là lùi luôn, lùi hẳn về sau, đừng có farm, đừng có tham creep. Lần boss mà gặp Nevermore với lại con Oracle. Em muốn phản lưới là phải đéo phản lưới được. Leave it. Em đã chết luôn cái. Câu cờ. Đi ra, bố phải đi. Bé này tốt cái BH rồi. Easily done. Watch and learn. Boss là an toàn nhất rồi. Very clear. Bắt Bachi rồi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Vậy là đẩy lửa nó farm rừng trong đó nha. Watch very clever. Easily done. Very clever. Easily done. Ôi đá đi, đá đi, cho phải không? Không cần lên thăm đi đá thì cũng được rồi, hắn rồi. Đừng có được free thì cứ đi đá đi. Đi đại đột sao? Mẹ nó có tìm bây
Mẹ nó à, à con ai mít nha, con bắt nó về đường rồi. Về đường rồi, bắt về đường rồi nha, bắt được rồi. Chọn cho nó chọn cái setup giùm. Your magic is mine. It's come to this. Trời ơi, anh vào lại đấy là sao anh Tùng? Em mở cửa được ít thôi anh Tùng ơi. Đấy rồi. Watch and learn. Easily done. Very clever. Easily done. Tùng Trần, này là quả 69. Ok anh Tùng ơi. Ô đi con mẹ đó. Ủa sao em chết hay vậy? Đâu? Đi từ xa. Your magic is mine. Cái nó phạm được luôn. Tụi này chia lang gỗ bỏng xong đấy. Lại cho nó khổ lên ra mấy Parabot. Để em mày nha. Tôi luôn. Nó đi mãi rồi, nó bỏ biết rồi. Watch and learn. Leave it to me. Very clever. Leave it to me. I'll handle it. Easily done. Đi ba chắc bắt cù nữa nha. Very clever. I'll handle it. Hắn nợ cả nỉ thăm rừng ăn cù luôn hắn nợ. Ở nhiều mấy đồng tiền nè, hay là tí đôi đồng nào hay đồng đó nè. Đừng chậm ham phám quá, lần sau ra luôn đi. Ăn luôn đi em, tắt ra mà ăn luôn. Cái hộp rừng của luôn vào. Ăn nước của đam gì đó, ăn dễ. Your magic is mine. Very clever. Easily done. Hết. Easily done. Đây đang từ từ đang regen này. Phản máu. Watch and learn. Này anh vào này nó nhung này. Hồ Thanh Tâm đóng thẳng Lincoln luôn. Anh ra đánh cho nó về được không anh? Không. Ê im chừng thằng kia nó pha mày tự thử đi. Thằng hát đời cứ bú được cho tao. Mày đang đường trống đấy. Úi xôi cái lần mẹ nha. Còn lông đồ mà đánh không được thì áp ca đi. Giật cả mình luôn Chí ơi. Bắn lên tốt nha. Bắn lên tốt anh về. Đừng cẩn thận đấy. Có hết mana đấy anh Tùng ơi. I'll handle it. Leave it to me. Bắt được thằng này không? Bắt được thằng này không? Đúng rồi. Tao bảo rừng về đâu mà, sao mày còn để cho nó luôn nè. Đang vào này, đang vào này. Ngu nè nha, được thì đánh luôn nè, anh tới nè. Đánh không, này nó sắp hết lửa này. Đéo có sai à? Nhảy lên, Tùng có Tùng nhảy, có Tùng nhảy. Trời ơi, cắm cua chi phí vậy. Còn gì, ấy là có cái nhảy mà. Nhìn nó dứt câu luôn Long. It's come to this. Chúng ta em nhé, thằng bóng rồi. Luôn tốt kìa. Tốt thằng boss nè. Bắt luôn rồi nha, cẩn thận. Watch and learn. Very good. Watch and learn. Very good.
Hồ Thanh Tâm, lụng não cây cây. Ở sao lần đi lên cái hũ nha. Cho địt mày là ngày ông cưa rồi đấy. Kìa, cái gì kìa, cái gì kìa, BH kìa. BH kìa. Đấy con quơ vậy, cắm quơ đi nha. Nó lên nó giết tôi đấy. Tôi về đây. Con kiếm rừng. Bông. Nè mò này hiểu không? Đang di chuyển này. Chẳng tới gần nè. Ở nhưng chưa có quân boss đâu. Kìa kìa chung kìa. Về đi anh, về đi anh. Có cả đấy, người ép vào đấy. Biết nó ở đấy là vẫn ham fan. Không nhìn thấy người ép. Dưới luôn nha, dưới luôn nha. Bên này, bên này, bên này. Lẩu má, cũng ghê, ta lại sớm đi, nó còn ghi, nó đâu có, à nó có xích. Thầy qua đeo ghi được bạn không? Làm đi được. Làm nhiều quá, khó đó. Thế thì chạy. Quỳnh Vy kìa, anh Vy đấm nó được. Tông rồi đời. Quá lơ. Thịt phê, thịt quý. Tổ phốt. Thế là Vy à? Nè cây ra, nè cây ra. Đây đây đây. Ui địt mẹ cả ba chi lên này. Kiếm ta. Ba chi top rồi nhá. Tôi bỏ đi ba chi. Chi vào đây anh Hùng ơi. Hùng chân luôn thôi. Watch and learn. Hay vãi lùn có phải con ba chi. Thằng nào rừng mình đấy, thằng nào rừng mình đấy. Giết được rồi, Aura nè em. Thằng nào? Thằng chết rồi, thằng đi thôi. BH, BH kìa, BH kìa. Ai lên top đánh không? Anh có lấy 6 đây em đi khỏi. Kìa. Đây 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 thằng này đi. Nó có vua rồi, nó có vua rồi. Đây luôn các bạn, tới nè. Ra hit lever rồi. Đây nè. Con check con này. Con này là mày đây. Này này này, thằng này yếu máu này. Thế phần nào, Long lấy cái giảm máu của em. Lên đồ này. Anh bảo mày né thằng né cây ra, qua đó mày để nó giết đơn giản quá vậy. Cả BH, cả ba chi xuống mà em. Ý là vậy nhưng mà em đến. Anh có đất nha. Có đất. Mày đi chứ. Có farm kìa. Watch and learn. Watch and learn. Bốt farm kìa. Để tôi xuống. Nó có rìu đúng không? Anh cắm cái xe lại chặt quơ nè. Đã chặt quơ nè. Watch and learn. Very clever. Ui đi. Very clever. Easily done. Theo lòng. I am handled. Bảo mày né cây đâu mà. Địt con mẹ chưa thấy sai đó. Con tay nó không. Thì con. Anh chỉ còn một ngày thôi. Đủ rồi. Watch and learn. I wish easily done. Be quick. Còn ra có 6 rồi nha anh em. I'll handle it. Easily done. Very clever. Đâu được nước len đâu. Đi khách đi người đi. Trung Trần, trận này GX ngon đấy. Tung xanh nha. BH cầm 2 chen vào nhé.
Chân đó, tại sao không ngon vậy? Chỉ có đâu nha em. Có cả BH, ôp nha, có cả BH đấy nha. Bắt tay lên, bắt tay lên. Tao có xin lần nha. Tao xin lần nè, xin lần đấy. Không nhìn không? Cầu hoan lên nè. Quê nguyên, ông Chí còn tam dài dài. Anh ở mi đá kia. Cứ phải một người dân đi. Lấy thằng nào khoan đó. Vua nhá. Rồi, khoan nút rút lên em ơi. Để chăm. Get on with it. Lên 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 hơi thừa. Clever. Leave it to me. I'll handle it. Leave it to me. Very clever. Ô, mà chót rồi nha. I'll handle it. Top 3 thằng. Easily done. I'll handle it. Leave it to me. Watch. Hiếu Hùng, xong cái đó lên link theo tim ganh hút não luôn là đẹp. Greetings, my lord. Cái này là em cần lên. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Thằng nó có bẩn mà bỏ đi. Watch. Easily done. Chạy được rồi, chạy được rồi. Be quick. Time is mana. Rồi rồi nha. Rồi được. Rồi bạn con lùn kia. Unstoppable. Em súng rồi thằng ơi. Nó chạy đi. Từ thì cắt lại các người là có bát tí nè. Đi mà nào rồi. Bỏ đi, bỏ đi. Sống rồi, sống rồi, sống rồi. Đừng chế đi chứ. Cắt đầu kia luôn. Nó chưa xếp thôi. Cắt nó hai lần. Your magic is mine. Cái lần nha. Anh thiếu. Sát kia 10 giây kìa. Nó chạy kìa. Nó chạy kìa. Giết đường này, giết đường này, giết đường này. À, giết đường ra được. Giết đường ra nè em ơi. Ủa? Gì không mà, nếu con nào ta thì mình giết chứ. Đó lông này. Trách vào. Very clever. I'll handle it. Nó thành tiếng đam của tao ạ. The blood elves await. Ông này, ông này. Cái lần đấy, cái lần đấy, cái lần đấy, cái lần đấy. Wicked sick. Very clever. Đây đây có trách mà. Mày trước mày làm cái thứ mày nói được không? Đéo kịp trách, nó mất tay nó invi luôn. Không thấy giơ tay lên rồi à? Để cầm đớt vào. À, hắn đi cấp hết mà ông khổ vậy. Ui, cầm mà. Bà bốn mấy cầm, bốn mấy cầm rồi. Thế. Ông đi tốt, ông đi tham. Hu hu chết rồi, cây thế, cây thế. Nói thằng nào mà ngu quá, chứ mà ai về bốn lắm thằng. Người ép tay lên đâu? Bị tay lên bốt à? Bắt học sinh đấy nha. 700 máu. Bán rồi thằng nào? Tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt rồi chạy, đừng có chạy. Đang hồi sinh nha, chuẩn bị ra này, 5 giây ra này. BS gửi S xuống đây. Đấy là đó luôn nha, đấy là đó luôn nha. Biết một đường này, biết được em ơi. Bán này, bán này, bán này. Biết
địch mẹ bùi linh. Được nha, được nha, được nha, được nha. Cái này con nào ta khác lắm rồi chứ. Rồi. Quát nhạc, quát nhạc. Đang bị trách đấy. Time is mana. Watch and learn. Easily done. Mình về nè. Tốt kìa. Nó giết nào được. Chú để ý nè, anh Vy nè. Ôi ôi ôi. Quê Nguyên. Húp rồi. Ác vô đánh luôn, tắc luôn, đánh luôn, tắc luôn. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, anh Hùng ơi. Mẹ, mẹ, đọc 3 thằng ở ta, cái thế. Anh quay lại anh đam tay cũng được mà. Cái biển dâm anh em. Nó ba mạng này, tính là ba mạng hiếp dâm nha. Ông sắp link này, hay lâu quá, sắp link nha. Mà khả năng bắt nó đang chuẩn bị lấy mày đó nha, Long. Mày đang là... Cống hàng. Anh chạy được không chí? Đấy. Về đi, về đừng đi, về đừng rừng nốt bling đi. Cái nào toàn? Này dưỡng ghế không? Quê Nguyên, cóc bỏ rơi chí. Đây, 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 địt con mẹ. Nó đâu, sai đâu. Tốt đang lên nè. Bây giờ nó giết được mày đâu, giết được ai đâu. Xe. Có cò đây nè. 500 nữa. Nốt đi cái nốt đi hả nè. Có xe luôn, xe nó biết lên rồi. Đớp, đớp. It's come to this. Your magic is mine. Đừng nghe nam ra đánh luôn. À, đều chưa có xe lệnh tiếp thế. Cũng vậy. An Vi Hoàng, giải này không có tùng phạm à chứ? Giải này, giải này tùng có việc nên tùng không tham gia. Má nhìn tiếc quá nhở. À, tiếc thế đang cuộc xíu rồi có xe lệnh. Ủa? Con nào đớp rồi? Con chờ con bài bí mật HNL thôi. Một đâm đình Giang Sơn. Rồi vì mày đang không ba nên vẫn chưa thấy tác dụng của mày nhắn nữa. Gửi FPS 4 nè. Má. I smell magic in the air. Boss thôi anh em, boss đi. Boss trụ trụ một còn nè, boss top ta. Boss này anh em ơi, cần hỗ trợ đi. Má này giờ... Ở xe lệnh rồi này. Xuống xuống game. Đỡ cổ lên em ơi. Đào má. Long Linh em. 100 nữa. Chờ lốt tên quái này. Ừ, thêm người đi nha. Có hầm hiu của ta. Xanh xuống đây luôn. Tính ra dài này thiếu nhiều anh em. Con mẹ nghe nó. Nó lồn này. Chạy được anh em. Chết không? Okay, có người nha, có người nha. Tiến Nguyễn, con này lên do câm lặng 10x non không anh. Cũng được nha, tức nhưng mà cái boss thì lên, cái lên đam mà. Cái thấy thằng nào cũng đâm đó không được hắn nữa, không cần phải cầu kỳ đâu. Mày chậm tay gì thì thấy thằng nào đâm đó đi. Thì tầm này một đâm là chết rồi, level 1 rồi. Hiếu Hồ, bên kia chưa quyết luôn. Tốt được này, tốt được này, hiểu không? Nó sẽ lình này. Ok, ok, bỏ luôn. Tâm đâu? Đang qua đây này. Ghế tay lấy nha, ghế tay lấy nha. Dùng tận tít thế ní thì ai mà theo được. Sẽ lên lấy, sẽ lên lấy. Rồi. Bỏ đi, lưu một nhịp, lưu một nhịp, lưu một nhịp. Tôi nhìn đang qua nha. Ít sức trong ý, tao theo tao kìa. Tôi mà chi ghế cũng được. Đúng rồi.
bê chắc lên nữa. Đây chỉ nha. Đâm lấy giấy rồi, đâm lấy giấy rồi. Đây nè, dưới nè, đến đâu? Ok, đây là luôn đánh luôn cắt vào cái bắn đầu phết đấy nhỉ? Không rồi, cắt vào đầu lắm. Con mẹ mũi mình chết à, phải luôn. Mít kìa. Qua đi, qua đi, mình phối qua. Đẩy tốt kìa nha. Tóc ai? Pikmin à? Tôi là Pikmin này em. Your magic is mine. Watch and learn. Đi. Chắc là rồi đấy. Easily done. Để lên cái bling nữa nhỉ, sát cho dễ, nó này bị giận quá. Tao bling sát nữa. Này cái đè đầu luôn quá thằng ăn được đống não rồi. Này cái đè đầu thằng gì đó, thằng Tú đâm tao rồi. Tội đi cửa kiếm Ademi. Bây giờ nói xong chứ cụ mày đợi. Đừng nói mà. Nói là như lùng mình vậy. Ấy cho ra nhanh mà. Nó mua thời gian đúng không? Mua thời gian nó ra nhanh đúng không? Đúng không? Bạn có số ông nội. Triệu đăng nhiệm, hai thông minh mặt cười chảy nước. À nào, nãy giờ mình được có 16 nào. Lấy gà lá nè. Đây đây, rồi, lấy gà đi. Tốt nhờ anh em, có xe linh lèo này. Kìa nó xuống kìa anh em. Nó sao móc vậy sao vậy ta? Đá cà leo nha. Bỏ mic đi. Tuy mình đang tách người đó, từ đi. Đang kiểu Doom ấy. Leave it to me. Nó mới farm đi kìa. Ok. Tao đi đó nè. Very clever. Đây anh đang cứu. Thôi. Chạy đừng, chạy đừng. Chơi này không chơi nè. Đoạn nó có sai đấy, đoạn nó có sai đấy. Đoạn nó có sai đấy. For Quell for Loss. Thôi đánh đi, đánh đi, đánh đi. Xe lệnh nha, xe lệnh đấy, xe lệnh đấy, xe lệnh đấy. Your magic is mine. Watch and learn. Very cool. Tôn một tôn này chết, một tôn này chết đúng rồi. Tách của nó đây. Ulti của nó bỏ cái tách của nó đây. Lộn ba thi này. Đang cool down bowling, cool down bowling. Cool down bowling à? Đi vào lửa. À, mặc né cái lửa đó chứ. Anh qua là tôi, anh qua là tôi, qua là tôi, qua là tôi, qua là tôi em ạ. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Còn tôi nào, tôi qua lại. Gì? Anh cầm mày tôi mà, chứ mày tắt đâu, hết mà nè. Hết mà la mà, tôi mới phát rồi nè. Dạ, không sao. Nói nhiều quá, nói nhiều quá. Ai tư não rồi. Quá nhiều não cho một trận đấu nè. Để chưa hết nè, ok rồi. Mày đem thử clip này được không hết nè. Đem thử clip xem được. Đúng được. Chuẩn bị xuống mẹ nha. Vô là Roshan chỉ vô nè. Đi ra mà đấy. Mấy thằng là có ai rồi. Có sao được luôn rồi này. Roshan vô tư. Nè, có thằng này ở đây nha. Cái này tụi nó đông đấy. Check Roshan, check Roshan đi. À, có mana không? Watch and learn. Em vừa làm thì phải đi gain đi rồi ta lấy lại. Thirst for magic. Nó là bớt nè, chưa vô không qua được. đông nha Sala ơi. Easily done. Tung bọc trách thì cứ trách thôi. Đứng cam, đứng cam. Anh bỏ lên một ít đồ, đặt ra hơn nhau. Bởi lý được rồi, muốn sao móc vào.
Vô phụ đàn chưa? Vâng, ấy nó kèm. Thế lần mình. Ủa, đắt đấy kìa. Đắt luôn này, đắt luôn. Town is under attack. Địch có mẹ con lồn kia ở bên trên à? Còn Jack thì cứ Jack đi, cứ Jack này chết rồi. Nè mò tụi mơ. Mò đi này, mò múa rồi đấy. Nhìn con khác đi, mò chết rồi, nhìn con khác đi. Go. BH này anh em. GS kìa, cắt GS kìa, cắt đi, cắt đi. Cắt GS trước. Cắt rồi đây, check rồi đây. Đây, có tool này, có tool này. Tool đúng, GS đi, BH không có tiền đâu, BH kìa bạn nó đi. Hả? Đắt đâu, đắt đi, đắt đi, đắt đi. Hết tool rồi nhá. Không sao, không sao, chạy tới là chết rồi, chạy tới là chết rồi. Quay lại check Roshan đi, hit level Roshan, chết rồi. Hay quá Long ơi. Bạn chỉ chết hết sao? Ê, thì nếu chết được mình à, nó 3 ngày, nó thấy sai. Rồi tool một cái luôn, tiếc gì? Tới đây, đến anh. Rồi. Lên gậy đẩy nha. Đứng gậy đẩy đi, gậy đẩy cứu con này. Gậy đẩy BKB nha. Đẩy đi, gậy đẩy cho trẻ. Your magic is mine. Bóng ngoài đi đấm này. Mua tao cái tay lấy cục game cái. Bị đấm rồi. Anh còn chưa thấy tác dụng của mày nhá nè. Từ lúc cái linh chưa thấy bị đấm đấy. Mua qua đi, đi chung với tao này. Ai lô đang vừa đôm thằng Oracle chết người kiểu mà cũng là giải cái lô như vậy. Ôi dạ, mua đó anh. Bắt tay nó đi với tao. Từ tí đi nhanh vãi lùn rồi. Cái xe linh nha. Đưa tay qua cái. Very. Người dương ngược lối này tùng với trí trung tim cơ à? Vua đây tốt mà không biết mẹ đi ở gần mà. Có xe lần nha, có xe lần nha. Chiếu là thấy nữa canh đó đi. Easily done. Watch and learn. Very clever. Watch and learn. Leave it to me. Bé đi, thôi đứng thôi, thôi đừng chơi. Để cứ tôn xong rồi chết, không tôn xong đúng. Thôi. Lùi nhá, sâu quá anh em ạ. Sâu quá, đánh đi. Ba chi này anh em. Easily done. Bịt con mẹ. Ba chi trong này ai? Thôi bỏ đi, để nó góc cái sầm rồi. Đâu á, anh em ơi. Về thôi anh em. Chắn luôn. Thôi, đúng rồi. Dị tộc vậy. Dị tộc vốn á. Đúng rồi, đúng rồi. Mua đi, mua ở đâu xài? Hết mà này, hết máu rồi nè, hết té đây. Tốt boss cao kìa. Để. Thôi mày đánh đi. Thôi được rồi. Đây okay. Chơi với anh Long. Ở đây. Ok Tùng. Very clever. Easily done. Bịt con mẹ nó nhanh thế. Tốt cũng được. Thôi về nhà. Với đâu nên tốt đi. Rồi nó bị nhảy trúng rồi. Kìa, yeah, con kìa. Full 2 đâu. Watch and learn. Con mẹ nè. Chết thằng cây dữ. Ồ, này bốc phải hết nhỉ. Hết máu rồi. Đâu tôi thay lần nha. Sao đây, tao đây. Phát lửa lên mẹ cái giáp băng nhở. Leave it to me. Watch and learn. Về lên đồ đi trong này cùng tham nó ăn. Lên mấy cái bè là băng. Không thể chung hết không ạ.
on with it. Watch and learn. Đấy lửa đấy. Chủ động đúng điểm được em. Mày vô một cái là đi công mà đánh luôn á nè. Hát lửa có bên linh vào trước đi anh. Tao này đánh lên chủ ba lớn nha. Cố đi vô vào đi hết xong xanh vậy. Our brethren's town is under attack. Very clever. Mablinga. Very clever. Endirina or Fibor. I am Hát từ để em đếm phụ cho em đếm nhanh lắm. Còn một máy lại cân rồi, lại cân rồi đấy, lại cân rồi đấy. Long. Còn một máy long. 1.5. Ủa cái thằng quốc của Long trong nhóm tên là gì vậy? Tên là Dũng, Dũng Quách đó. Quê Nguyên, T1 còn cái cửa sổ mà cố vãi cả kíp. 5, 6, 8. Ok, đủ rồi anh ơi, đủ rồi em ơi. Đủ rồi anh ơi. Tem 2 mình 6.5 đấy. Edit mẹ lại ôm HL à? Edit mà long luôn à? Edit mẹ mày ôm anh với 20 được chứ ạ? Đi mod em. Mod đẹp nào? Đẹp còn mẹ. Anh có hero rồi chứ ạ? Lê Công Việt, Eagle Simin là sao? Cháu nào nhà? Đó có. Cháu này không đi nhà? Anh em mình di chuyển đây, anh em mình di chuyển đây. Số 4 đây. Quê Nguyên, Idol Simon đã trở lại. Long á, hốc, long là khác, long. Này đánh gà hơn. Thì Tùng bây giờ bỏ game. Có thêm một kìa 4 mẹ đi. Anh Thành có gì kìa? Không cơ là Win UV. ORC là có gì? Oracle anh, Oracle đấy. Có lay gì nhờ, có lay dò xịn sò không? Nó mới thăng cấp rồi nhờ, đúng anh không? Anh Thành có gì? Một súng em ơi. Súng à? Ok, súng nè, súng Zero. Từ khả năng là Simi đánh Oracle đi, em Tú đánh Undai vào. Ừ, đánh Undai. Oracle đi, Oracle ngon đấy. Ông mày cho súng. Mít là gì nhờ? Ủa Tú đánh gì ta? Tú là Undai với gì? Đây đi kia đi mà. Lấy gấu đá được. Lấy gấu đá đi Swam. Bắt Haron. Có con nào ở Flame không? Đúng. Ừ, Long, Long á, Long mới đánh gì đây?
đóng lên thấp mà. Đóng lên thấp mà. Cũng của ai? Na lại được rồi. Cũng của anh Thành. Barcelona của xuống bên này. À vậy là bắt đấy à? Là bắn nó bắt bích à? Không đánh bắt top luôn anh. Cho đặt cỏ mid đi. Đi mình đi mic á. Nó đánh đồ đá kìa. Ai sao không anh Chí? Đi mình á, xem mình 2 sao rưỡi. Đi bắt chi top. Được rồi. Đánh này Lan ạ, khỏe mà anh. Không được, không được, không được. Thì mình cứ lên đường đá gông nha em. À, tin chú đấy. Đừng làm anh thất vọng. Đó. Thì nó một tí HNL với cả Kisano cho được. Bảng Uraco có con gì ngon hơn không? Không bằng con gấu đá và Uraco. Đâu bị tăng đoạn là gì? Đi. Còn một con nữa mà. Nếu mà nó có cóc ấy thì bảng đấy đánh cuối cùng nha, Big Blood đi. Nếu mà nó có cóc. Có thể cho anh Thành ra mid được nhé, không sao cả. Đấy, nếu nó có cóc thì Big Blood đi. Tôi nghe nào, tôi nghe nào. Đúng mid mà nó có con cóc cũng không sợ đâu, cũng có con cóc tôi lấy con gấu đá, tôi sai lần tôi đá, tôi tuôn nó không chịu lên được chứ. Không, ý là phải có người farm bot. À, thì con gấu đá farm bot cũng được, để nó gấu đá farm bot. Con đá mạnh lắm. Con đá mạnh lắm. Vì con Blood nó counter con cóc kinh khủng luôn ấy, không hồi máu luôn. Không, tùy tùy con cóc ai cầm chứ con cóc mà từ thằng Tùng Phạm cầm thì đánh được, thì sao? Qua nhìn Tùng Phạm cầm cóc đánh giải ấy, gặp Blood của Cao Cao mất điện ngay. Bật. Đâu hồi máu được. Một cái giờ mọi người cái đứng im. Do thằng Cao Cao nó muốn tôi mà lút hai chứ tôi đánh mà lút dễ lắm. Em đánh được con cặc gì thành thành trang? Ta đánh được con Oracle đấu đá vậy, con sửa trường kìa. Ở trường à? Có chắc là trường không? Đù mà tôi cầm con gấu đá tôi giết cả team 2 mày xem này. Ăn về không? Căng lên gói nói bằng ơi. Thiệt, như đây tôi cầm con đá giết cả team 2 xem. Nhưng mà ý là sợ team nó có Oracle bắt up không ngon. Mày nói chuyện với người lớn đi cơ mày đồ rồi. Gấu đá đi biết được, mày đừng để đi cơ mày. Mày đừng để anh đá một nha lông nách. Mày đồ sinh sâu đá mụn lấy thằng nhóc. Anh Chí căng vậy anh Chí. Nó địt mẹ nó chắc bị đây, nó chửi anh tấu cái lùng má nó. Địt mẹ em Long lão lồn à? Địt mẹ lồn, thằng lồn một sao rách địt mẹ bố lão bố liều. Đừng để bố mà ra Hà Nội, bố bị chặt chí mẹ luôn. Anh Chí lại gấp. Mà Chị ơi. Ơi nghe đây. Ta. Anh ơi. Em vẽ sát cái cầu 1-2 đấy, anh cứ thế mà anh bước vào thôi. Good good. Anh Chí hôm nay Tú dẫn anh Chí đến 3-0 rồi. Ok, hôm nay vô đi em Tú vậy. À quên nhầm mới đá với bọn Tú. Lập nhóm anh Chí ơi. Lập nhóm đi giao lưu thôi. Ờ em tạo đi, em tạo nhóm đi. Tạo nhóm Zalo nhỉ hay là Facebook ta? Zalo được rồi. Cái nào nó là cầm bắt à, bắt là bắt sức rồi, treo rồi. Có làm tí răn nhỉ? Em, tươi em nhỉ? Xem tình hình đâu biết nha, con đai và đầu game nó một mình mà. Thành Trần có dám đánh tự tin đánh gấu đá không? Đâu à? Điên à, tao đánh gấu đá ngâu mà, không. Thì đánh gấu đá đi. Đánh gấu đá để mít vào. Cầm gua đi, cầm gua luôn đi, cầm gua luôn đi. Mày biết đi nhà, tao biết con bot là sao cho nó không có stick đấy. Làm tí gian bot không nhỉ? Oracle mid cũng được. Rồi nó biết gấu đá rồi, cho nó gấu đá đi, nó gấu đá cũng được mà. Ủa, nó kia thì kia là fuck mid à? Hay là Kento mid ta? À, Kento mid rồi. Kento mid đấy, xuống làm gian không nhỉ? Ra đi làm gian được đấy. Tao chỉ lút. Anh chỉ lên kia đi, anh chỉ lên kia. Tao chỉ lút cái gua đi, ấy ơi. Cần cái đánh vào quần này á, đánh vào quần này á.
kia cái đồ bùi gì đây. Thần ở xuống bot em, thần xuống bot em. Thần xuống bot run kìa, đánh run mà. Đánh nhau đi anh. Thế tụi em tăng set rồi đấy. Tôi ra kìa này em, chậm kìa, chậm kìa. Ra quân đây. Đánh con nào? Đánh con nào cũng được. Ấy thằng nào đánh thằng đó. Nó sắp chết kìa. Run kìa thần ơi. Quá. Thằng này chết rồi. Bịt mẹ vẫn không farm được kìa. Nhìn còn tấm bãi. Mẹ mày đi với hai con cây dài mày làm được gì? Má lên là hai cái tool đi mà, khả năng là khó nồng nhờ. Thôi hết rồi. Cầm lại qua đi. Cầm cũng. Quá bỡ, tem nó thiếu ai nhá. Chip lên luôn nha, nó mới thấy phun trao của bác ở đây luôn nha. Ừ, nó chip đấy. Có mỗi GS trên top là bốt rồi. Hay tao lên vị trí nhỉ? Ông mẹ đó đi, cứ bỡ kia xuống đi. Súng này đi siêu IT con này chắc chỉ hơn đam con bom còn lại thua hết nhỉ. Làm bé này ăn robot này. Ok bảo biết chào nha. Invi này nó giết được trên tàu không nhỉ? Được Địt mẹ sao nó biết nó chạy nhờ. Kể đứng nó đây, cứ đứng nó, cứ đứng nó đây. Anh Thành ơi em đi canh rồi nhá. Trao tụi bot rồi nhá. Đây Sven này. Giết được không? Được. Chết luôn. Hai đầu bỏ hai. Thôi giờ đi. Đặt tặng con gà thôi. Hết mana rồi, không có mana back. Đủ bách này. Còn có còn gì không? Đấy, cái đấy vô pha mà. Đây. Đéo tới đi. Gà nhỉ, gà ta lấy ul lên em. Thôi em ơi, đừng chạy linh tinh anh, không ăn được. Rồi, lui đi. Thì ghen đây. Anh ơi, để anh lấy ul nha em, đừng lấy ul nha em. Để tao lấy ul. À. Em vừa ăn được con gà mà, đợi để em xuống luôn này. Lấy ul nè, tối rồi, từ ở chim đi em, chim đi em, chim. Lòng chim. Lấy ul nè, là công rồi tối rồi. Ờ, lấy ra nè. Đừng có quay nhìn vào em, cứ 2 phút 30 giây em chim cho anh coi nào. Địt mẹ mày, anh chưa tiền. Giờ anh xuống bot anh chiến tiếp em. Tôi bảo cái súng thôi, không còn đi đâu đâu. Vừa ăn được con chim hay vãi lịn. Vậy là súng bên được mít rồi nhá. Em biết khu đá là cho free à. Hai chấm rồi nè em ơi. Học lên đầu tốt. Không được. Có đép cao á. Ở đây đi, đây đi đi. Thằng lưu đi, à tu đi. Mình xe đi có giày, không có stick luôn. Hiểu lắm. Vào đây này. Đây. À. Tôi giết được luôn đấy anh ơi. The boss. À, phải đánh đi. Quá mà nó. Vãi luôn sau không khen anh tí. Ok, hay quá lòng rồi.
cung cung của anh to hơn mà em. Minh Hiếu, 30 nha chị ơi. Ok đúng rồi, chắc chắn. Sao vậy? Quái tìm vé. Em hiểu rồi nha, em còn một cây hoặc một lồng rồi đấy. Em một cây. Này, cho tất luôn đấy. Chưa đi lấy được tích. Còn theo anh gì rồi? Sắp có kia lại. Thôi lùi anh ơi. Anh vô này. Em chưa cool down đi, chưa cool down đi nó về được. Thằng gì thằng kia mà. Hay. Đánh rồi. Tự nhiên là chết thằng kia có vẫn nhờ. Ủa má hát rồi. Thôi anh Tố đứng ngoài đi, anh vô đi này, anh đẩy nó có 6 đây. Go đá có gì chạy xuống bot này. Này. Đấy giết nó đi. Ơ kìa. Bãi lìn tôi lùng hanh thế rồi. You the boss. Mất rồi. Hết mana, thôi bỏ đi ông. Hay quá chí ơi, chết rồi em. Ủa anh không đánh hay thì đánh hay. Anh không đánh hay sao chữ em được lâu. Ok em. Cú đá vừa làm anh chết quả phí quá em. Ờ, quá nó lỗ. À, ngay tao. Có cái nó có tội thần. Cái này ném tao một cái nè. Còn cái này. Đây, trả lại bình máu này. Giang Minh Dung. Trả lại bình máu này. Dễ quá. Rồi nha. Rồi anh sắp có lửa. Nè, trả lại bình máu này. Trả lại máu này. Đấy nha. Ủa là ta. Anh ra mid đứng lấy liver nhá. Rồi lấy mid đi, ra mid lấy liver đi. Đã không cả. Có vừa là có vừa nhỏ mày nè. Canh xe nó, bắt lại. Anh đang ra mid nè, đi gì nó mới nè. Nhóm lại. Đóng lắm. Ok, nó tới nha. Cứ bình tĩnh. Chạy đi Long ơi, dành em. Chỉ có ul luôn em. Ờ vẫn có mà. Leo lên top kìa. Đồng nghe top đồng nha, Tình hình là trận đấu đang ổn định anh em. Đi top này, đi top này. Chí vừa nói xong khoản bộ này. Hết rồi, tôi chỉ có 1D thôi. Giết được đấy. Sửa lỗi luôn, hay quá rồi. Ok, thành vẫn là các em. Sounds good to me, man. Cũng bảo kê xuống tiếp thôi. Nó sắp ly nha mấy chú, tao nó gần đủ rồi. Kim dễ quá, không có đâu. Kìa chưa là gì đây nè. Long ném người ta lại Long ơi, chồng bling cái. 177 đồng đủ ấy. Long, nhanh Long, 3, 2, 1. Lùn mẹ mày từ từ em. Bó này thành này, canh bó này, canh xuống này. Giết này. Mấy điểm đi rồi, ok đúng rồi này. Mà canh nó tê nó phòng khóa được cái trói mày đó nha. Có cho mày đấy. Lộ rồi à? Vua đây rồi, khả năng có vua đây rồi chị ạ. Còn thôi anh farm rừng. Còn đừng lấy nút blink nha. Tao tưởng mày đủ blink rồi, cái lộn mẹ mày. Chín. Tốt chết kìa. Còn mẹ ba thằng đây. Giải trí phết nhỉ. Giết được Ben không chí? Blink rồi nè. Blink rồi chí. Tốt giết ba thằng luôn chí này. Có lên tốt không? À, không có tele, đi bộ lên thôi. Đây đi bộ lên. Này tao cho tele này trước. Tao không có tele. Funa. Vậy thôi. Anh Thành còn không tele lên thì mẹ cho thằng lồn chết được không?
một rờ một tê là chắc đấy, một rờ một rờ rờ ở một rờ tê chứ rồi. Một là gua đầu len, hai là pha luôn anh này. Có này. Súng bánh nhau với thằng này. You the boss. I be down. Đây là cái world đó chứ. Còn cho kiếm sao bên nè. Nhìn anh em bên em ơi. Đâu đây, cái này rồi cái này. Để đi. Tao ăn làm đồ bùi đi, tao đang full mà. World rồi. Hot nha, nếp tay lên Long ơi. Long nếp tay lên. Gan run ghê dễ ghen kìa, cổ đá rồi. Đi, thằng nào ra mít đánh này. Này. Ủa, ở đâu rồi? Nó hủy à? Không. Quen này, quen này đấy rồi thằng ơi. Team này. Trời ơi, lại 3 thằng đây à. Để tao đi ghen như thằng ơi. Có tổ tao, nếu có tổ tao. Mày ăn đi ghen đấy. Ờ, ok. Cũng bao lâu thằng ơi. Trời ơi, thấy anh Thành đi đâu, chúng nó chạy hết rồi. Bó luôn, xong bó luôn này, đánh được này. Nhưng mình cầu tì đúng không? Vô luôn em, vô trước luôn em. Từ từ. À, khó. Tham này. Chỉ cho tao mà la được không tí. Được, có đấy. Thôi. Mày đang thuộc lắm rồi, nãy giờ canh nó ba không mạnh nè. Cái nó bắt chạy nó bắt rồi. Có còn đông nha, can thoa ra nè. Có lửa chưa? Đông rồi. Đây. Chết rồi đấy, một thằng chết rồi đấy. Con mẹ cái đầu bùi. Ơ. Ừ. Cái kho à. Nó quen cái cài hai nữa. Xong rồi đấy tí. Đẩy luôn đi. Đi. Quá thì thần ơi. Thế rồi. Tụi bên top kìa. Nhà lên cái cái này. Bích luôn này tốt hơn, tốt hơn qua này tốt. Ừ, một Blink nữa à? Thế chạy nó, chạy. Đây không này, nó. Sở bên trong rừng này vào rừng kịp nó không em? Ê, mày qua cái quơ trong rừng nó đi, quơ cái trong rừng nó luôn đi. Từ từ, tao phải đi cùng đồng chí, rồi tao chạy vào nó giết tao thì sao? Qua rồi. Đó là bài nha, đó là không được nha. Đâu. Mày giơ tay lên mày làm gì đấy? Quê nguyên, xanh quá xanh rồi. Thế mà nào, hãy mối anh em về đã. Đông. Quấn nó đây, dụ đi, ta kéo, dụ đi, quấn đi, dụ đi, quấn đi, dụ đi, ta kéo. Là đi gen nha, 5 giây cơ mà. Địt mẹ ai mày. Địt mẹ ulti quả bãi lùn cơ kìa. Còn không. Địt luôn, giết luôn đi hả? Ơ địt con mẹ. Ôi trời ơi, địt mà ở đây nó tuôn đồ mà. Xin đâu. Monster kill. Có đây này, Seven đây. Seven. Lấy máu. Thôi đi con mẹ. Ổ lòng. Anh định đê con Seven về. Mình mất con mẹ sai rồi. Anh Thành ơi, cancel ulti đi anh Thành. Đâu, ăn đi rồi mà. Về đi. Sao có sách lại này? Em bắt chết em ba. Không chết. Bạn chưa có chói. Đi đấy. Bạn chưa có chói. Chết Seven quá. Ơ địt con mẹ nó ngáo nhỉ. Seven team chết à?
May quá. Sao lại may, cái này người ta gọi đẳng cấp cho em. Alo. Ok, thì đẳng cấp em. Có đủ má đâu cái câu may. Dota là không có may rủi, Dota là thực lực. Alo. Ok em. Are you okay? Ok em. Do you understand? Chỉ đẳng cấp em. You can sell him please. Cái lùm bẻ thật chí lùm này. Dạ đi ghê nên em ơi. Lên ui nó thì không lầu ấy rồi. Ừ thôi. Ngon rồi. Hết đê được chơi. À tóc đê được cái đê được cái đê được cái. À đéo biến à. Đéo biến đéo biến. Lên nè, lên nè. Hết Japan luôn, lên đây, lên đây. Hết mana rồi, hết mana rồi. Mình throw đứng rồi, ok đi, ta vẫn không bắt được. Ừ, ừ. Bên đây là bê đi em, bê đi em ơi. Em có back về mà. Em Blink, em Blink ấy Blink. Đấy, thằng anh tới này. Tới này, tới này, tới này. Tao có để cái đấy chí ơi. Bên trái. Bắn luôn thật. Sao bên này, sao bên này, sao bên này, sao bên này. Có một D thôi nhá, có một D thôi nhá. À có đi với lồng đấy. Ờ em ơi, phải tính tùy đánh tao kìa, thấy không? Bắt luôn anh em. You the boss. Đi được mày chứ. Đánh lửa nha. Kìa. Sao vậy? À, sao ôi chết rồi. Có sai mà sao vẫn để chết chủ đấy thế? Đánh này, đánh này đâu. Đúng rồi. You the boss. Đồ đá đâu em? Hết mana, nó hết mana hết đấy, hết sạch đấy. Hết là 200 mana nhé. Cú kéo tao thật đấy. Thằng đấy chết rồi. Này, luôn con BS này, con cười. Xen tàu đi anh em. Nó bị phá, bị linh nào, bị phá linh nào. Cứ từ từ nhá, con thật đây này, con sao thật đây này. Ôi đi mẹ mít à. Anh đây, anh giết con gái kìa. Anh thi vào luôn chứ, tại đế. Thấy u nở. Bốn chấm nè, bốn chấm rồi nè. Tao hết mana rồi chị ơi. Mẹ tao nè. Từ từ, tao đi Robin này. Cô mẹ. Mát hít ul cho anh ơi. Anh hít ul. Hít ul hết mana luôn. Hết mana rồi đấy anh chú ơi. Chú làm cái mechan đi em, đánh cũng dài đi. Tịt mẹ má để thằng trời, thằng trời tao này được cái mạng to của anh cái thế. Mình lên con mẹ lốc luôn rồi này. Anh thành xanh với rồi này. Mày lên mechan chứ lắm chị Thro. Tao mechan á. Tao lên rồi. Mày mechan đây. Để thằng anh lên đi, thằng Long lên cái mua city to là xong, một spam xe qua thôi, tiền lồn đâu. 800 tiền kìa, mua đi quá nó đi. Mua xe theo đi quá nó bạn. Cái điểm này có vừa nè. Muốn bê đó, có cái gì đó. Bê bút thôi nhờ. Nó non bốt đi, sợ dây tim nó mạnh mà. Đó đây, con này. Quê Nguyên, sao không xài gậy đẩy chi? Anh Tú ơi, tha cho HL đây nè. Chào lưng Tú à, chào team mình lane mình Tú. Đang lên. Đẩy cái bot đi mà bê bot. Trời ơi, cái gì phải đẩy thế? Đẩy cái bot lên. Mà để em dụ nè, anh dụ.
Simin đâu? Simin mua đây. Anh muốn bắn sao mày nghe? Ít mẹ. Có mình có lẻ đi nay mà nó gần farm tới Berlin rồi. Berlin nào? Berlin nào? Berlin nào? Berlin nào? Berlin nào? Đó anh cứ lo được Sven thôi, chạy mẹ một chơi đi. Ghét vết nha, để xếp nóc con này nè. Cứ về đi, cứ về đi, cứ về đi. Anh đừng nuôi em không? Vẫn phá được à? Về đi, về đi, về đi. Cứ về đi nha, khả năng nhìn tốt bắt được thằng bên đấy. Xích. Này này Bách có về này, cứ đút đi nhá. Nhà đây nhà, anh đây Bách sẽ về đấy. Nó sẽ khó rồi ta. Ý làm gì vậy em? Từ từ em. Đó thì yếu. Vào luôn, đá vào luôn. Chạy đi không? À, ủa rồi Trí ơi. Lùn má, đâu bốn thằng nhanh vậy ta? Ai biết được. Đông nha thằng ơi, đông đấy. Bốn thằng đấy. Cầu đá đi trước đi, cầu đá đi trước đi. Nè, cú quân rồi, cú quân rồi. Con em đây, hay rồi. Anh em chờ nhau tí được không? Đi vãi lùn thì. Ấu rồi, ấu rồi nhưng mà. Mình với anh Đinh vẫn ở đằng tít đằng sau này. Lộn. Đằng sau nó cứng đấy, nó vằn đấy. Đằng sau này. Bắn mấy thằng của bạn trước đi anh Thành. Anh Thành ơi bắn đi anh Thành ơi. Xin tao kìa, xin tao kìa chết kìa. Chuyện chồng ghế lại hai bé rồi. Xe bên. Thành không? Ê ra. Thành nó bắt nó lại. Tao đánh xe bên mà Thành nó bắt nó lại. Hổ rồi em ơi. Ê tao chưa có E. Hổ rồi. Ý là qua đó mày không cần bắt. Đánh thì để tao chỗ lực đam cho 5 giây có lên, đúng không? Lên nè. 5 giây. Lên lên. Hổ rồi em ơi. Mày đánh ngủ quá chứ ạ. Nó có gua ở đây rồi này. Ừ, nó gua tốt rồi. Đó, quả đó là xa mà, trong có thằng xe tấu anti cho thằng xe bén chạy chứ. Quả đấy anh em mẹ. Đánh tách nhau quá. Giờ tao nói này mọc là Angosan đi rồi on luôn. Vua đi, vua ra đánh ra đi. Chứ đừng có đuổi vòng vòng nó nữa. Lết là đéo lại đâu nhá. À, okay. Hay rồi chị. Anh được rồi. Anh đi này sống mà. Rosani, anh ấy đấy. À trục lỗi đấy. Tắt KB luôn rồi. Để cho thằng sống đi. Stand war khắp map rồi anh em. Giết luôn GS không anh em. Ăn Rosani, ăn Rosani, ăn Rosani 35 giây. Ăn Rosani. Tao farm nốt KB luôn. Đến. Mọi thứ vẫn đang trong tàu bị sót. Ở nhà nhiều đồ bãi lùn kìa anh em. Anh tanh rồi, tanh rồi. Không về bên nhà mấy chân mà. Smoke hay sao? Kệ nó cản lên em ơi. Có sen mà. Cậu đang rồi, cản lên, cậu đang cản lên. Nó mất hết blink rồi đấy anh em. Hiêu la, xanh thì phải gánh xanh mà quăng là thua ngược. Bên nhà để cho bên nha, để cho bên gồng nha. Tao có lúc mà nó ra tao lúc có lên luôn. Ok. Mấy đi. I am ready. Chắc là tắng banana luôn. Chắc là banana luôn anh em. Chắc khả năng là regain cái nhà. Đặt banana rồi, tốn banana của em. Bên này, tốt bằng room đây, bên này. Đây. Đẩy đi anh Thành ơi. Ủa, hát tay này, ngon này, hát tay này. Cái sen lên cái. Ủa, đây gà, đây lá gà bên em, lá cái bê cơ bé nào. Ủa,
đánh thì xong, tôi bắt bóc cho xong rồi, tôi kế cho đánh đi. Bán nhà đi, tao ấy cái, tao lấy luôn. Anh em có xe kìa anh em. Tao bán BKB cái. Tao lấy BKB nha. Tao BKB bài này đi, BKB bài này kìa. BKB của ai này kìa? Đi tôi thích này. BKB em vẫn tốt nha. Đúng rồi, lấy BKB trước kìa. Nè, quăng ai luôn, quăng rồi luôn. Rồi luôn. Đây là hết tao luôn đây này. Xong rồi đấy anh em. Cho mày đi u nữa nha, cho mày đi u nữa. Phá đi, cứ về đi. Nó lấy lùn nó chạy à? Cứ về đi. Tao cảm ơn đây này nè. Từ bên chưa BKB lấy lùn nó đánh à? Đây, mất có về này. Ủa, mày láo. Đánh luôn. Láo. Đúng rồi, đúng rồi. Lại cái luôn con này nhá. Ok, tuyệt vời anh em. Ok, lâu lắm mới cảm giác trầu vàng. Tắc cam là mấy? Tắc cam là phong thủy. Chị ơi. Chị biết, má, biết. mày bố đích anh hai game rồi, thằng nhóc và xà tóc. Biết ai canh tí chưa? Chị biết ai canh sĩ chưa? Ok, hai nháy. Đốn hết em được không anh chị? Rồi em, mình thua lắm rồi em. Tú đâu một đều à, thôi lấy xe Tú. Làm sao? Hồ Giao Nghĩa, hôm nay được cười tâu tuét rồi cây cây. Hôm nay được rửa rồi. Tí ôm mày thì mày có ba không chọn vẹn thế ạ, à? Không thì chỉ có hút cứt. À, là phong thủy thôi. Châu Hoài Ân, hình như là cân rồi đấy. À không, cân chưa đéo được. Má mày lòng. Bịt con mẹ mày, bố mày làm gì mày? Mày nói xấu tao đúng không? Tao xì đúng không? Phạm Văn Vu, tươi. Đi con mẹ má. À, sao mày thương? Lấy nhất cân rồi đấy chị ạ. Lấy nhất cân rồi đấy chị ạ. Má mày lòng. Cái lùn mẹ cái thằng chị. Ủa Huy đến giùm hát nữa. Ừ. Má lại là... Long mấy sao em? Em 1.5 anh. Em đang đếm mà. Nó đếm nhầm rồi. Anh Nam đếm nhầm rồi. Đây hình như like lại cũng đủ này. Hôm nay này cũng đủ rồi. Này cân. Hôm nay này cũng cân.
17 tem 2. Đây lại lại cần. Không lại lại cũng không cần. Thì ôm giữ em. Long ơi. Ơi em. Đi mẹ mày Long. Ôm giữ em. Mày kêu. Người lấy có cái like đủ rồi, ông Nam nghĩ squad nhầm chứ. Nhớ tên chưa? Rồi thôi. Bịt mẹ, tao với mày thủ phạm với cả ai nữa ấy. Mai, chí lại gấp. Nhớ dặn thêm. Nhớ cái... thua quá rồi em. Anh thua anh còn đéo nói, bịt mẹ mày thua luôn à. Mày thua bao nhiêu? Lại đây đéo đủ rồi. Long. À lại đây hình như 18 này. Long, em thua bao nhiêu? Anh thua 4 triệu rồi em. 4 triệu là tiền B3 thôi đấy. Ừ. Rước mày gấp 3 lần anh lên 3 lần lên nữa anh tìm bếp bếp quay xe nè em. Ờ, ngầm 1 được chưa? 9, 5, 14. À là Long à? Chết mẹ là Tú rồi em. Game này win là mấy win hả chị? Vâng là 5 win rồi. 2 win được 5 win. Vâng rồi. Mẫu ta 2 không? Cái mẫu 2 này mà 2 không rồi. Team 1 win thì 5 win. Tú nè. Tú cái... 5 win, 5 win. Tú Thành. Tú Thành với cả HN đúng rồi. Còn 5 win luôn. Ờ gì vậy? Hai rồi là nhiều con cạp rồi nè. Thế. Mặc như con cạp à. Tin nào nhờ cái tin này đi nhà tối dưỡng em. Cái này thì bốn thì món anh em. Anh sợ lắm như chôn đông người. Mưa thật trộm để quên một người. Ủa lay là gì? Long nói gì em? Anh đánh BM sắp có 5 rồi em. Ok em, mắt 2-3 vào cho anh. Ở gần CK1 mắt 2-3 lấy tập đánh em, cái lùn mẹ em. Ok em, lỗi anh. Lê Công Việt, cứu xi măng. Thôi, mình đang xin minh 5-1 đều em. Tụi anh đang ngồi mâm trên đấy. Mày đổ má, biết thân biết phận rồi, xin minh. Tụi anh hay không rồi, alo. Mày bố léo, bố léo, bố léo à. Địt phải được đồ bùi này. Tụi tin 1 có ai hay không chưa? Chưa, có Phạm hai là có tao với Long này lại bố rồi. Thế nào bọn chi năng thôi, nó tìm, nói chung cả hai team team đầu quân cũng chi năng. Cái lò nha, không, có gì ta. Có, xà bạc lây rồi đấy. Oh.
Son An, game một team nào win thế chí? Game 1 như team 2, team 2 win sân ơi. Được im. Bắt bé ra, bắt team à? Bắt team là sao vậy? Bắt team sao hỏi team nào win? Team 2. Cho mình máu bạn. Team 2, team 1 win. Lê Kim, cái chai quá. Mình xin lắp nữa ra, chúng ra đi mua cái tổ rồi mình xin lắp nữa. Cái lùm mẹ mày xin lắm đi. Mua lắm đồ vậy. Thằng Long Bách nó, thằng Long Bách nó bơm mana vô người tao luôn không ơi. Bơm cái địt con mẹ mày, tao bơm kiểu lồn thì tao làm đéo có mana mà bơm. Mày ngáo à? Thế sao tao thấy người ta hiện có cái bình mana. Mày bị ngu à, mày cho tao cái xe vua mất mana đấy con ạ. Đâu vua mất mana. Thằng đồ quỷ ngu này. Sao? Ok chị, game này win mà game lấy một click game. Ok, sao rồi? À, lấy cho nick trái hình của game nè. Cái nào? Hero nó gì kinh vậy rồi sờ bạc giết ra một cái thì đồ mà lấy cái con cà kia nó sống trời. Mai Tùng Linh. Kìa địt mẹ mày lói tiếp đi chị. Tao nó thiệt mà, game này giết lên người xanh thì cơ mà. Bum 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 bum. Cho lượng đi stack thôi nhỉ. Bắt cho mất tay phạm được. Anh Tùng ơi cầm vua này anh Tùng ơi. Đừng có stack. Stack vậy. Khó đấy, đem túc, đem túc khó đấy. Đồ lại lan đi. Đồ lại lan đi. Được, 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 lên xuống quá đi. Sounds good to me, man. You the boss. Thế là bị đừng ở tùng máy thôi, tùng lên thôi. In fuego, baby. Tự nhiên chú đâu ra xe rồi. Đột mẹ cái thằng Simi ngu của anh. Bú đi tao. Sabino mà. Rồi level 2 đi. Đi lấy level 2 lên. Bot đã đi với Medusa với ai đấy? Ba chấm rồi này. Chấm rồi này. Flames for Zul'jin. Ok. Địt mẹ đi với hai con tay dài này chết rồi. Sớ, chưa có gì đâu. Wow. Thôi rồi. Thôi nó chơi 2 của bay. Nó hay ngoài đấy. Do mày ngu đấy. Thôi mà 2 đi lùa con xe được nhé. Đây, đây. Có con này đúng rồi. Không có con nữa. Ít có mẹ. Sao trụng quá. Thôi chết rồi. Cần tay đây không? Cho tay đây này. Tay đây ở trong sim nhá. Tay đây trong sim lấy đi. Không rồi, bà chạm đi. Em luôn tốt, anh này mà em luôn tốt. Còn bác cũng tốt. Em tốt đến em mà. Bốt đéo ăn lỗi đâu nhá. Em luôn tốt đấy đó, nó đòi còn thấy thấy thêm một đường còn ba trăm con non đó. Ủa này chi tiếp. Tập lấy bộ đây, chỉ lấy luôn đó. Khó thì không không tiếp. What you want people? Làm cho anh chị cái tay đây lòng rồi, anh muốn nè. Anh vừa mua tay đây xong đấy. Yeah, yeah. Thầy tiền anh ngắt chim. Buồn lấy cả. Đồ bùi thì cũng muốn vị trí. Hãy đã về đường rồi sao ấy? À, đây.
lên là mua cái tích phí quân mà thân đất support con nào một tích phớt nữa. Đúng rồi. Không tưởng đi với Velum. Mày ăn lúc nào cũng tưởng cái này kia mày quá. Lúc nào nó chả tưởng. Đi vẽ thì nghĩ là lên top chứ. Bạn ăn cái mua support mua tích phớt thôi, tăng gold mua máu nữa. Phải mua máu rồi lên, nhưng mà mày đánh nhau với lại cái kia trang hoa thì giờ mất lên đã khó rồi, để có máu nữa. Ủa đi anh dân. Ủa? Ai thích chim nhỉ? Tao đấy. Ok anh Tùng. Đây là cái ui nha. Chí xuống được không em? Ở sau nó sắp bó là bút kinh nghiệm mà đừng có mua stick vào. Cái gì hết. Rồi anh ngồi đây, đi giải cứu mấy lần khác nè. Phải bó chuẩn bị đánh này, nó ơn. Hello Khánh nha. Boss à, boss à, có nhà quân cổ. Đây có máu cho cò đó. Cái bên sau họ nhìn cò. Đây chắc bị dừng rồi. Đánh thêm nhiên xuống nè. Chết tao. Đây. Này chứ ngồi phải đứng, thằng này đứng đi, thằng này đứng. Này mày đu xa này. Thằng này trước. Trần Công Nghĩa, tắc cam là sự lựa chọn sáng suốt. Rồi. Vào hít vào cái. Chiến là xe này. Lấy chim mà soi, lấy chim mà soi chị ạ. Đây là gì, đây là gì nhỉ? Có lên tận đâu, đang ra nè. Mày tốt thì thần ơi, tốt luôn nè. Để run ta, thấy mana rồi. Nó cũng hết mana rồi, lên đi. Con Medusa này chí. Cúi đi ơi. Ê ê. Đó là 4 thần thần ơi, ráng chạy đi. Đó này. Đã đi chạy chạy lại bố. Tổ lấy bố rồi. Ủa chạy thẳng chứ sao lại chạy vô đó. Rồi không sao, cái này. Quay lại, vô đây, quay dược đi. Rồi giờ đánh thì chạy thôi, Giờ đánh thì chạy. Kịch bệnh đâu đủ đam. Anh về đó em ơi. Bên nào rồi. Sao mẹ chưa khó nè. Ôi dồi. Rồi mời nhanh em ơi. Ừ, vừa đấy nha, báo rồi đấy. Đó thần chê chết kêu phản vọng quá. Cái tay gì? Anh sẽ bán xe thôi. Mà xe nó cửa được cái mẹo quá. Mong nhắm một sầu bóc không Long? Anh em đi. Tiền đấy. Lịt mẹ anh còn đúng cái smoke của ấy bấm nút nha. Từ để đi bộ dần ra xuống boss đi. Chi vô dần xuống boss đi rồi. Đặt rùa 2 rồi bác. Bắt bên ôm này anh. Bắt bên ôm à. Không, đắp mày đu đi, mày đu nó hai mà hết máu này. Ok đó, để lên cái tiếng Goblin chiến người đâu sao. Này, AC này. Cùng 2 đi xuống rồi 2 rồi, bắn đi em. Ý tưởng lần này sao nó Goblin rồi. Nhìn lên chiếc Vinom sao. Cái chim so sai trong AC trong rừng đấy, AC trong rừng. Cho chim kia này so rồi. Này này, AC này giết được không? Hãy dứt xe đi, dứt xe đi.
Không có xích cả chị đi. Đó. Thịnh ơi, để đi ghé đi Thịnh. Để tí kết đó, được cái tí kiểu vậy nữa. Ăn thuộc thì anh tí kết okay, mà xanh lại. Ok, không sao đó, được mà. Ta không đi canh. Ok kìa. You're the boss. Bịt mẹ đổi mạng tắt bot à? Rồi lòng ra thấy bên này lòng ra. You're the boss. Bên này là gì về khoan không tốt một bạn nè. Hiếu đi tốt lên nè. Mình cần để cái vào chứ đừng có đánh nhà nói ngay mà kể đánh thổ đấy mà mình chưa biết có cái giày nữa mà kể gì con chim lấy sao đi này đâu mà chưa nó chụp linh có tài lan không có tài lan kìa ăn xe kìa anh chị nó xin thẩu nhà má gặp đúng ngoài xe gặp đứng ở ngoài xe thì có mấy nó phao đường mình là mất sợ móc của bạn thế anh chim thấy dí ngoài xe ta dí ngoài xe ta mất sai rồi em tham đi em tham đi em tham đi có người thì ca dòng thịnh nó cái rồi anh có tool rồi này đấy thịnh nó anh đang vòng biết này đấy thịnh ơi nè kéo nó về này kéo à thì lôi ra mới có bạn không sao đấy ăn được mặn nó ngon đấy ăn thẳng bét à má thằng kia này được cái mặn quýt xích của tao rồi ê 200 mana thôi mà vô gặp hai cua rồi thấy không nè đây có một cua này này long cua sen khoái nè cua chim nó khoái còn gì không? Cái xuống này đồng nha xe anh chị để chim linh nha thêm bàn này cũng thêm bàn này vội giữ trí xe chưa đông thôi bỏ đi bàn này không bất tử nữa nó gọi nhưng mà kia nãy là thấy đấy à. Đây có một cua này lắm phá đi em ít kìa ít kìa đừng để nó xe nữa bét ơi hôm tây thì bét ơi thằng jack kìa vừa đi xong rồi 34 giây vua ở đây đúng không? Giờ phá được không nhỉ? Anh vây kìa, anh vây này. Về đi mà, về đi mà. Xe thỏ. Xe đang nốt bling mà lấy chết mấy bạn rồi. Bắt nó nào, bắt nó đấy. Sky đang NV nhá, nó mà đang nhiều. À. Nó có van rồi, chắc không chết được. Hết xích rồi. Cái đu 200 mana nè. Ui, thỉnh ta lại ẩu dư thỉnh. Có xích này, có xích này, cứ để yên tì này. Giết không, giết này. Làm đây đi, chọn lên tì sao đi. Để bắt đầu đấy, chứ bắt đầu đấy, dưới mày khác đi. Cũng sờ ca kìa. Ôi
Địt mẹ nhiều rắn quá. Okay, chết đấy, chết đấy, chết đấy. Thịnh ơi, em tên lên lùn đấy. Đổ 4, đổ 4. Quê Nguyên, đánh 7 sao Huy chơi nhỏ. Tên lên lùn. Thịnh Thái Lan ngu quá Thịnh ơi, Thái Lan ngay dưới đồ hình tinh địch gì. À, em có đồ gì chứ, em có mẫu cái giày đủ má, cái giày giày đổ, phải đến giày mà na nữa. Địt mẹ Thịnh thọn thế. Thịnh thọn phải lùn ra mà kêu địt mẹ em farm được. Xong địt mẹ chưa vào game đã bảo bố mày thoát. Trường Phạm, XV cầm hạ trí. Vãi cả lùn. Xe thầu lắm, xe này cùng lắm chưa, bây giờ chưa, đang 1k2 cơ mà thôi. 1k2 đâu. Rất cần tiêu kết. Có chim này anh Tùng ơi. Đi chỗ khác đi. Em vào em cầm vua được không? Rớt để anh tiêu kết. Đang muốn đẩy rớt kìa, rớt kìa, rớt kìa. Mai cơ nha. Không, không ăn chim. Nhanh là thua. Nó mất giày luôn rồi nhá. Giết nó không anh? Đi về. Huy khổ lắm rồi Tùng ơi. Tùng ơi, Huy khổ lắm rồi em ơi. Thì khó lắm rồi. Có rồi sao sao sao. Thiếu hùng có sức mà kêu tua. Gửi đây em, gửi mấy bản vào. Thần ơi. Nó bất tử rồi đấy, đang bất tử đấy. Đưa qua đây, đưa tao lại qua. Chí chát chọc đứt đi thôi. Này này này. Thôi, đánh cay lắm rồi. Giờ mà mua, giờ thấy ai sẽ mua giày máu là không có ấy đâu. Là mua quýt không có bli. Off farm kìa em. Càng còn tốt nha. Đây, nó lại farm này. Nó đang muốn đang muốn tốt hay sao? Để bắt nó. Nó không có lên đường pin nữa. You the boss. Thịnh làm gì vậy em? Thịnh làm gì vậy? Từ từ. Lộ bây giờ. I'll be down with that. Này chim vào này anh em. Đây này. Sounds good to me man. Có thằng này ngáo à? Đang qua nha. Hay chiến luôn này. Luôn có Medusa kìa anh em, Medusa gần chết kìa. Luôn con này này. Thôi. Vậy là được rồi. Đấy con chim thì được không anh? Tiệt rồi. Thôi mất Blink rồi. À tưởng mày đâu chết rồi, tao qua tao dính Sky. Thôi hôm sau lại 2 đổi 4 mà. Đây rồi. Thôi về đi tí ơi. Nó đoán mày ở đấy có sai đéo rồi. À, play à. Mày đổ mày sống của anh cái. Thôi về tí ơi. Mày sống của anh cái. G luôn đi, không có tay. Có gì năng xe chơi không dài luôn. Thế đang lâu ai rồi. Mạch Hoàng, mày cười cái lùng gì vậy chứ lùng? Úi dồi ôi, cả đá. Ôi. Anh Hoàng nha em. Ôi tôi cười không cho, sao có chịu vậy? Người không cặt nó có chịu với ta. Ca đi tìm em rồi. Ai bị nổi thì cơ mà nó rờ, cái rờ mới level 1, level 2 chết rồi. Chết bé chưa? Ờ, rớt lên cái lùng quầy em. Rớt nghèo vãi lùn ra vẫn kêu farm được ạ. Lên tìm mày. Lên lên shop. Có sợ móc này cái cầu không? Anh này em có lần tì đấy. Có được rồi. Bỏ đây xuống cái Sky đi. Mày đu giết nó lâu quá.
Bịt con mẹ nó có rắn trong rừng. Quê Nguyên, chí hỏi Huy có chơi được nữa không? Về luôn kìa. Ulti lấy sai không? Này chí ơi. Này chí ơi. Ủa đi, con mẹ đấy là mũi anh chết ở đây à em. Cứu anh hay à? Anh là. Welcome to anh mình cái này cũng mất chơi game anh hô. À đánh anh với thằng Bát thấy thấy cái con kia, à, anh với thằng BM thấy con kia. Đánh thầy bất tì á, đánh thầy support làm chi đi. Có mà tôi đi theo ông rớt đi. Đánh thầy bất tì á, đánh thầy bất tì vô. Chứ tự nhiên anh chạy tắt anh lấy xìu mà 19 phút cầm đó đồ tụi cứ đi mệt vậy. BS chưa có kìa, khó cái gì nữa. Cùng cái này cần có bay nhé tụi. Cùng cái này chơi có bay. Đây giờ máu nha, ngoài là chưa blink đâu. Ủa thích lên gì vậy? Không lên BS à? Bị khó rồi. Mẹ máu rồi chết, ông kia chết rồi. Mày đu nó khỏi không được đó nha. Mày xa đấy, cho lên kênh. Đó là ngày con Venom kìa. Không khó chịu quá. Giờ chưa có đồ. Game tốt kìa, thì game tốt kìa. Ê, game này xe đến hột chứ. Game này xe xanh đánh với Sky là con mệt. Bị bó đi. Kìa, chí ơi. Cái đùa mình kìa. Làm gì vậy? Làm dài mới có một tay. Rồi, mình ơi. Đây lao nha. Thấy mình giết tới gừa rồi. Ê lùng đây cho thả heo ra bê đi. Bó không có ai nữa. Bó thì khả năng có Sky đấy. Cái mặt tên lè. Bức xa mô xê nên tập bắn. Ok. What is your win? Fire it up. Bị cái B rồi. Đúng rồi. Sky, Sky với Venom á. Đánh được đó, đang có thằng Tây. Chết đừng có thằng Tây rồi. Sounds good to me, man. Sky không? Được đấy, Ward à. Trời ơi, đánh ngẩu thế. Đéo em, gì nào đi. Gì nào ấy. Đây đánh được. À sao Linh rồi nha anh em. Chứ có hai thằng à? Hai thế. Còn xe mà đi cơ mà đế dí được. Mày không nhờ anh em nhờ. Không, về đi. Gì đâu, hay lộc rồi đấy. Cái này. Nó cái cái này. Này đứng đây, spec farm cho nhanh. Chết mà, đồ còn thua con xanh kinh nó nhục thiệt chứ. Mẹ đi, tao quyết định đập đầu vô gấu chết rồi đấy. Nó mất hết war nhá, thêm cái đây nữa này. Chơi này chưa cắm được. Ok. Cái này này. Không có đúng không? Phúc Trần. Đường Tam á. Đường Tam là HQ này. Cái hai nick này. Không, cái này khó bị nhận đấy, có Pino khó bị nhận. Từ
What you want me to have? 600 nè, 600 mới xa nhỉ. Skill farm này đi. Cái nó đang smoke nhá. Ai chủ trí vậy? Man. Ông chết ngồi mấy đô đâu, trâu lắm. Mấy trăm nữa là BKB nè em ơi. Boss kìa. Giết mày đồ này alo. Bắt đi để anh giết mấy thằng dưới boss cho. Đéo kịp rồi, trâu vãi lùn rồi. Cứ bắt nó đánh này em xong nó cũng bị thương hết mà. Cái này mình vào được. Ôi điệt con mẹ. No. Thằng ra thái bị kẹt này, sai bị kẹt này, nhưng mà không chắc bleed được. Mấy không cầm ta la hả? Bleed được không ta? Tụi mình bleed được không? Cái nước im đi. Giới canh tay kìa. Điện gì ta? Chứ thấy nó ra. Không, nó không linh được rồi. Không linh thì chết lâu rồi. Như vậy á. Lúc này xem. Về rồi. Má, thì thế. Anh em canh bắn nó được. Đấm thôi. Mất hành tiền. Our brethren's town is under attack. Rồi nha, hàm dây nha. Dậu đi miếng hôn. À, anh sẽ bóc vào đấy, mít trong đấy. Nhìn này. Phê luôn kìa, ừ. Bóc qua tất cả ngoài đi ạ. Hai trăm nữa, nó blink nữa, BKB này. Phải nào không? Thấy. Tắt cái này lui đi, về đi. Đánh cái gì lấy cái gì mà đánh. Hết lửa rồi. Chờ thằng xà bàn nó rách đi. Đánh rồi kìa, 300 rồi kìa. Chuyên nông chừng là xanh được mà. 30 giây à. Đang bị tắt đồ hình nữa nè. Tắt con lửa, con lửa. Rồi nó biết nó gua ở đâu rồi, cái gua ở đó. Được rồi, phá luôn. 15 giây, chết 15 giây nè. Được nha. Phải qua đi. Ủa, có qua luôn rồi. Anh đi đánh. Rồi đánh nha anh em. Giết xe kìa, xe gần chết kìa. Nó qua. Đây, tao đi cài cho, đi cài cho. Đấy cái cua này. Ơ mà này cua nha. Cái cành trắng đấy. Mua xe tao phá cho. Đóng lòng bị đi em. Má ra cũng ra, nó làm gì vậy? Không, quay sau trụ lộ tên á, gọi lại tên á. Quay cứ chết mà. Đấy trắng mà cua. Ủa? Ủa sao thấy mình nhờ? Thằng Sky nó tê tao trước mà. Thấy rắn rồi đâu rộng gì. Bên này đi thịt, góc rồi nè. Đó, vô đây. Được. Có vậy. Thấy rắn mà rộng vậy á. Thôi móc này, thôi chờ xe bạc đi.
Đây, đúng 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 có về hiểu rồi. Hiểu 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 hiểu. Nhiều tốt. Ê, anh đi. Đi đi nay 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 nó đi nay rồi. Cái đi nay rồi. Chắc chắn. Sau đó thằng Saka nó skill trước được. Xài rắn thôi. Mất linh. Cái chờ sao bạn anh nhá. Chờ đi chờ đi. Có rắn á đừng có DK team chạy nhiều. Rắn nó bắn cái chết rồi. Không thấy rồi này mà sang. Đang kê đang kê. Sao bóp này. Số 2 đi, số 2 đi. Nó sợ là cú không ta? Chắc rồi, có xem. In fuego baby. You the boss. Chết đã, chết đi qua sau cũng được. Số 4 này, số 3 này. Sounds good to me man. Có gì không này. Anh luôn này, anh luôn này. Anh chết chết đi lái xa nha. Mày cái này. Tay đen, tay đen, tay đen, tay đen, tay đen. Con mẹ. Mày đu, mày đu, mày đu, mày đu, hết bên nào, mày đu hết bên nào. Toàn ta, anh chính các cái phản ứng. Nó toàn như em. Về nhà, về đi. Về đi chưa? Ở đây rớt. Rồi đi rồi. The boss. In fuego. Lê Kim, tìm có chí cái tùng mạnh vãi cả kiếp. In fuego baby. Đại. Đi đi này. Đi hiểu không? Hiểu không? Anh Foundation này. In fuego. Catch. Đại đi em chó này mày. 7 8 để một cục game này, một game phá quỡ này. Để anh farm được công thịnh. Ý nha, nó là mình đang thấy skill nó đánh đấy. Lùm mẹ em nữa. Đức Huy, cứ thế lệnh nhanh lên 5x sao lắm ca ca. Kìa 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 kìa. Em có tên nó bấy lại rồi, ra chơi luôn được. Dơ lại dơ lại dơ lại dơ lại dơ lại. Mày đu, mày đu. 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 Mày con chim ra anh rờ nó đi đứng bên em mà cứ quăng lại thôi. Anh giờ có Sky nhưng mà nó bị khuất sai sao ấy. Thôi đừng nhưng nữa anh đi. Có xin lại 5 giây này. Không bắn được nữa đâu, về đi, về đông ra. Bút ba rồi này anh em. Bút ba này còn đau thì đã bê sao được. Thế thôi về nhá. Con tôi thôi rồi đấy, không có sao. Quên nó này. Quê Nguyên, team 1 vẫn cố. You the boss.
Tôi ăn đâu? Bố thịt đây làm sao? Đang luôn lòng cặp gì? Giết ghẻ, không giết ghẻ. Nó ai xài đấy? Đúng rồi. Ulti hết rồi kìa. Full down hết rồi. Được đấy. Có đang book với rớt ăn được đấy. Chi Vũ vừa đổi trụ mít phá chứ. Ra đây ăn hả anh em? Đây là dần đi. Đấy xong bít rồi ra đây. Xong rồi tôi đẩy nó có tốt rồi. Rớt BS chưa? Chí ơi, anh chưa lấy con rớt nào mà 34 phút chưa BS. Bóng nha, này là bóng nha. Thả bút ra ăn đi. Nó ra đấy. Tôi liên kênh nha. Đừng có đánh với tao nha. Can đi can đi can. Được, tôi bảo là đừng đánh với tao mà spam ăn đi. Rớt chạy đi. Có đồ xa. Thôi đỏ đã ăn trong phút xăng rồi. Đánh thôi anh ạ. Tao bị hóa lộn, bị hóa lộn, bị hóa lộn. Trời ơi, tụi nó giết sàn kinh làm sao trời. Có rắn bên này nha. Đang cool down book nha. Anh hết sức rồi kìa. Anh đánh sân kinh thì chóng hết cả mặt ra. Má mình hồ, thì mic không làm chơi cũng quên. Mai Tùng Linh, ngon. Ái lòng mình. Địt con mẹ Simi đi beat. Chưa chi đã vào sủa rồi. Mày anh xe thọt đấy. Mày gì? Ý là xe thì không phải từ rừng nó sang được mình, rừng mình là hương nó, téo. Mất cái dây. Quê nguyên, em mất cái dây đó. Quê cay lắm. Quay hot nha. Thôi nghỉ thôi. Nó nói không mày? Mày nghỉ đi, mày nghỉ đi. Mày nghỉ đi không? Nghe tôi chơi. Duy Vũ, mở cam được chưa cây cây cây? Đủ không? Nông mà nách 3 không à. Nông mà nách đứng nha. Còn hết rồi đang chạy ta. À, đây là xe mọi người. Bảo ra đi, con nít ra mạnh vãi luôn ấy. Ủa thằng mày đang đánh B3 mấy rồi đấy? B3 ba rồi. Đặt gì bên? Mẹ nghe, giọng bạn Chí tôi trong veo. Trong veo rồi, trong veo chứ. Trong 3-0 mà nghe. 3-0 mà nghe. Tôi cũng 3.1. Vậy chứ BO3 mấy đây anh em? BO32. 32 rồi á? Game đầu. Lai xin nè, phải không cặp nhanh vậy.
Bây giờ thì ông có đam sách là sách hay hơn đấy, sách còn phá được cọc. Không ổn đâu. Thật này đánh sớt thì cọc nó cao tờ chặt. Đảm bảo luôn. Đảm bảo lại xem nào, nó nhiều quá. Nhưng mà đánh giết thì không có sức đâu. Sức Yakigo, mày đánh cái gì? Thôi Seven đi, đánh con giết đi. Giết cho tờ chặt cái gì mà chặt. Trời, nó không có đam gì luôn kìa. Nó có con Win Day kìa. Con mẹ mà game này mà sách VIP thì game này làm hết luôn. Không có cái gì luôn. Giết bị giật còn ngon nữa. Rớt bị con kíp nó cao tờ kìa. Con kíp hả? Bình đâu em ra lên xe Bình ơi. Sao không nhìn theo bên mình mà mình nhìn theo đồng nó vậy? Bình ơi. Này thì rớt. Tao thấy rớt chả sáng buổi gì. Trật đúng rồi, đánh địt mẹ sách VIP Storm đánh thoải mái mà. Trận này cứ lên mắc đam mà đánh địt mẹ. Cô tôi đánh đi, không biết rồi đánh đi. Thì nó có hai cọc ra đéo mẹ rớt nào đi phá cọc. Vậy hai cọc thì lui, mày thấy nó có gì giữ chân đâu, hai cọc thì mình lui. Đánh đi. Nó cọc mình giật lại. Mày mình đấm mạnh vơ mộm đấy. Chừng nào giống là Lan xem không? Không anh ạ. Đây, Tia cầm cái quơ đi lên top cắm nè anh ơi. Tí ra thải cái cây đi, tí ra lụm sao. Để em bảo kê con Win cho. Cái gì anh? Thì ờ, quơ thì cầm đi, nó ra nó lấy rồi. Mới 0-3 rồi ra bắt lai à. Hello. Ủa, này em 0-3 à? Ờ. Còn cái này là B3 mấy? Ờ, B3 2 anh, game 1. Hay đó. Dạ, chuyển qua ăn chó gì đây? Rồi, đi ơi, vào hết đường đi. Hả? Tụi nó đánh rồi chị. Còn một nè. Đây, vô đây. Nó tưởng không đủ người. Cây đó đi, cây đó. Anh đấm em bắn nó cho. Cùng mẹ rồi. Để tôi pha. Phải lột. Pha mà, không phải là. Anh giờ lo pha đấy, còn giờ lo pha đấy. Để cho lo pha mà. Thằng này đánh thằng này. Nó có 200 máu thôi anh Tèo. Trời ơi, tôn chị anh ơi. Tí. Để có Izalo nó farm trước đi anh ơi. Nó có tí đồ á, anh canh tắt cái bãi này nè. Tí anh farm được. Cái slot rồi. Mày vừa nghĩ game gì? Phải cho nấu. Cái hai với cái đó. Từ em đi ăn thân chạy đi anh Tèo ơi. Không còn ăn đâu, không còn ăn đâu, ăn này ăn là sớm chứ. Ủa đánh thằng này anh. Đi câu mẹ. Bye bye. Cô này đâu nhỉ?
Đây là gì thế? Ra làm trận nhót giải trí chơi. Đó. Rớt ra nè. Rớt ra, rớt ra. Nhạc xịn quá. Nhạc xịn dừng đánh đi. Cảm nhận không? Thằng đây lên đánh. Tê tê Trần. Để run nhá. Quá. Mày biết gọi là gì không? Đã. Thì nhờ anh đi. Ai giờ anh ngồi xem. Phúc Văn Đại đánh random farm giải trí thôi. Alo. Alo rồi, chết rồi. Nghe đi Linh ơi. Có nghe thấy mà sao ăn bu của tôi? Nghe bé lắm. Đang để ý quả, đang để ý hộp. Bố đi mẹ lên đây rồi. Ai lùn? Gọc không? Kém gọc ra. Bây giờ từ anh ơi, một con rip nữa lên 4 này. Kìa, chết bây giờ, không đánh được nó đâu. Này, dí nó này, định bắn con rip em lên 4 cái. Mày vãi lùn, nó tê được mới chết. Mẹ thằng lùn đi qua, quật cái. Bao giờ sót cái đường anh? Ờ, ông cắt kìa. Ủa anh không gồng nó chứ. Anh gồng nó chết rồi, còn có trăm mấy máu à. Đó là kia ta. Ủa anh Tèo tình ngã cước nè anh Tèo, không gồng nữa. Không có dây chứ. Gồng đâu, phát nãy anh Tèo gồng chết con Viper rồi đấy. Đi con mẹ thằng này lắm máu thế nhở. Tiếp cho đi con mẹ, máu dữ. Có ăn được run boss không? Hôm nay có ăn được run boss không? Không, anh đang gây sau lưng anh kìa. Vậy lồn, có một cửa gì. Sống rồi, sống rồi, chạy đi không? Không có gì không? Đi kỳ nó mấy cái đi. Đứng ra anh tì á, đánh rồi cẩn thận giết ngược. Em đầm máu à. Anh là anh ơi, tún tún góc đẹp kìa. Trời ơi. Khả năng là hello, đang ngồi xem tí là nghỉ người anh em ơi, ra ngoài quá. Cố chơi chiến nha. Tính là tối nay có kèo Đà Nẵng với Sài Gòn ấy chứ, nhưng mà giờ rồi nè, khả năng là tới thứ mấy nha. Thứ năm mà 6 quay nhiều, khả năng là chủ nhật sẽ là kèo nha. Kèo sẽ là vẫn là như bình thường thôi, 5M MOB. Hello. 5M MOB. Mod sẽ là CD giúp M. Tính là tối này đánh đó chứ, tối này là nét đánh luôn rồi chứ. Ô nít mới 5 thôi anh ơi. Kiểu tiền hả? Kiểu tiền chứ. Kiểu sao đánh chơi được. Kiểu 5 triệu mỗi bên tổng luôn mà. Trung Nam, tối nay em chỉ đánh không xin lại. À, không chưa nên kia này. Tối nay đúng là tối đánh nhưng mà giờ tới chủ nhật rồi phải.
Ủa cái kèo kèo kia hồi nào đánh nó đều. Ủa mai mốt gì á đánh gì nấy. À. Sao gà đánh vui à? Không. Đó, tìm mà ghi cục rồi. Mà ghi cục cao nữa nhưng mà mạnh xin, quá. Xin mana, xin miếng mana, xin miếng mana. Lên đây đi Dương ơi, anh em bút xong rồi ép cái top này đừng để nó farm nữa. Sau đó nó đẩy nó vào rừng đi. Lồn. Ôi pu về đi, về đi, bấm sâu ring kìa. Rồi anh xịt ven đần lắm, cứ lên phục lên không mà. Lên đây với anh đi Dương. Từ từ anh. Chứ hồi nào đánh thì có thông báo nha anh em. Giờ ngồi xem coi. Đó, tôi đang mệt quá. Đánh ra ra ra. Còn rớt à, rớt à? Về rồi. Cái mấy cọc gần cái trụ đó mà đánh. Đâu có gì sợ tôi giữ chân đâu, kém xa quá. Rớt, rớt. Rít nó mới liền vào năm à? Còn mana không? Cho tôi xin tìm được mana. Đi con mẹ. Đéo vào được. Chạy đi. Đồng thế, còn mẹ đông quá. Vào sâu quá. Thằng nào ở ngoài. Vào sâu quá. Lại tiếp, anh có renegade nè, em lên rồi, anh tèo farm đi được muốn. Tấm hai cọc gần nhau mà boost thôi. Đi máy ha mày cười nó kiểu quay chứ kia. Ai bớt rồi, bê top đi. Thiếu hiểu không cười nó làm gì luôn. Bên mana nó anh không nâng à? Không đến, đưa tay rồi con đến đéo được đâu. Mana tăng một level. Nguyễn là tiên rồi, mệt quá. Có dài không này? 74 là nó x4 đấy nhá. Bách Tùng, Grip kêu tao thích đi thẳng không thích đánh nhà được không mặt. Ở trên đây được gọi là ăn nâu nha anh em. Vậy chứ hồi nãy không thấy tụi nó hết. Tụi không đủ B32. Thì cái này làm đi là làm ra xem với bạn. Bot đợi này, ta đang xuống Android trong bot. Dưới này HT này. Quay lại có đây. AC cầm gì? Kim. Ai đúng không?
Có ghi đi, ghi tao đang ghi đây. Ghi đi nhà đó tao. Cùng là chơi Hương rồi. Cái mẹ đi. Hương téo thật. Thì nãy combo xong rồi còn hỏi mày. Cô địt mày x5 rồi. Chết rồi, chết rồi. Năm mày chưa đâu. Có 54 rồi. Tôi lùi tới như này em. Có cái địt còn mẹ ha. Đó đùm này. Hương này hot không nói anh Hương. Còn má em. Bay vào bắt kết đi Hương, để chết bây giờ. À, anh Hùng tếu quá luôn. Từ từ đang tele này. Mau lắm đấy nhở bọn này. Trận phòng người rồi. Tôi. Để sân ray anh có sân ray này. Go này em bấm go này. Bấm go đi. Kết đi, kết đi. Lờ, đánh cái bầu bầu hoài. Evbot, Evbot. Up team mà, tao này tao nhất up rồi mà ta. Vì vậy thôi. Đã đu hết tay xong đu tới vì. Đây đứng yên rồi tốt, phải chạy. Anh xe bị sao rồi kìa? Anh xe bị ngáo à? Có để grab tay về. Cả tay lấy bó đâu? Chưa đâu, không có ai đâu, tự lo đi. Ôi nó xấu rồi. Rất sợ. Sao mà không đứng mà trụ grip đi, thằng grip đi Tú, tao xanh ray cho. Mẹ à, mày nó hú cái đi, chết ngu vậy. Thì đủ mày đứng ở đây, grip mình chưa lên mà. Cô tao ra le Hương ơi. Mày mày đã thọt rồi. À. Đưa bỏm một đồ tao cầm cho. Ô đồ thôi mày. Đưa tao có tele luôn ấy. Tao lấy tele cho lẹ. Mày mua tao một cái. À 55, 55. Bết đi. Tốt đấy. Mít bóng cơ. Mít bóng rớt tốt đấy. Gên đi, gên rớt lên đây này. Lùa. Má rần chán thật. Cái quà tụng. Khỏi. Vô đây con ấy đi. Đúng rồi bóng. Bóng ấy, bóng ấy, mít bóng ấy. Đây là rớt, tao vẫn đứng đây này. Oh.
Ngu quá. Y tế vậy. Này, đứng im, đứng im. Hay quá bạn đây. Bơm nhờ. Làm tốt phàm được không? Không thọt đâu. 24 rồi đấy. Hay... Có strike, cứ strike, cứ farm đi tú. Ôi trời, chạy đang di chuyển xuống bot nhá. Giờ thắng luôn ấy. Bot về đi con rớt. Cứ để grab hương thôi. Ừ. Chưa. Đi tới sân rầy à? Ngu lồn. Cô dùng ta cái smoke đi không? Giết được không? Bật stick nhưng mà giết được ấy. Ai ui. Ai xe blink em rồi. Rớt đầy chết luôn với nó. Ai xe dưới bot rồi. Ngu rồi. Tú ơi, ai xe nhà Tú ơi. Về đi nó blink rồi đấy. Blink rồi à? Ừ, blink rồi, blink rồi. Nó đuổi đu chạy vào đây này. Nó đang ở đây này. À thẻ blink à. Đi đây. Tôi quay lại đúng không? Nói anh có vàng. Hết đấy xuống bot, cầm cô xuống bot. Ừ, anh nói sân ray nha em. Bot để không có chấm nha, mới level 5 rồi. Bay lên làm trò đi. Đằng sau ông bị hú, ông cứ thả tay thôi, đừng có stop. Mỗi lần stop là một tình huyết cắt. Chia sẻ cho mọi người cho em ơi. Thì xây dựng những cái lời dạy dỗ, những lời khuyên răn. Nếu mà chúng ta đi đến tình trạng bị xuyên đó đó thì nó lại trở. Để tắt mic đó. Đây xin. Hứa mì lòn. Thành của hứa mì lòn chia sẻ. Mua smoke được không ạ? Hứa mì lòn đó. Quá dài rồi. Các bạn. Đừng có lao lên nhé, từ từ.
Để tôi combo trước rồi ông vào. Chết rồi. Thả tay đi, thả tay đi. Đi lần này xanh cãi rồi. Theo hai trận trước tôi xanh không? Nó qua tốt rồi, đừng có lên ăn run như vậy. Xanh nào nhỉ? Trước tôi xanh á, nghĩ anh mà. Cho nên là cái điểm nhắn thôi. I am great. Hết máu đi. Để lấy lâu thế. Chết đi. Máy nhiệm máy sợ tôi bị chảy rồi. Chảy quá Cường ơi. Hồ Giao Nghĩa. Ủa Chí Hồng đánh hả sao lại là Tùng Phan? Cái này đang xem anh em ơi. Cái này đang xem cái TikTok. Cái này đang xem Tùng Phan em, chứ mình không có slot. Mình OBS rồi. Điên non rồi, ừ điên non rồi. Mất về. Đi làm mà cái BC thích đó. Thì tối vẫn đánh hai cái mà anh em. Chẳng qua nãy mình vô kịp thôi. Nãy mình vô kịp có slot thôi chứ mình không đánh nữa à. Quá là lông lờ. Up load hàng. Ok thế nhỉ. Cái chỗ đó có sen gì ấy. Không biết. Đâu đi, đâu đi rồi anh Tùng ơi. Đâu đi rồi đấy. Đây, tao bảo kê mẹ Tú nè, phải không? Hiếp. Hiếp ôn. Anh kỹ quá. Còn mẹ em. What? Đưa lại có xe nó quất xuống bot anh của nó ơi. Cho tao có xe nó quất, cho tao có xe. Đừng có đứng chụm chụp như vậy, xe nó hú là chết hết luôn đấy. Cái thằng này không nghe Dũng, đưa tao có xe. Rồi lên farm mày. Vô lại đây đi, đừng có vô xa nữa. Nó phá hết vô tụi mày rồi đó. Hết đây cầm một vô đi vào rừng mình nè. Một xe ở đây nhá. Một xe ở đây nè. Tốt cẩn thận AC lên nhá. Con này trốn kỹ quá. Nhổ cười được. Nó ở đây nhá. Một cái xe ngay chỗ này xong dưới. Đi mà rớt chưa có K2 nữa.
Và mít đông bỏ đi. Cốc lô thao nhé, cẩn thận đấy. Có một cái xe ở đây nè. Hôm nay tin hiệu luôn ha là mà có gáp lực được. Nó chậm đấy chứ. Được là 45 của lô 2 đẹp. Ok, đi. A xe đứng, xe ở đây nhá. Ai lộn mày, đúng không một. Lẹ cũng tìm. Đánh mất không được đâu, đánh mất không được đâu. Tốt, cẩn thận kìa. Nó lên kìa, em ơi. Bỏ qua xe này rồi, nó dụ tao á. Bỏ đi. Đúng kìa. Không giết được. Là thấy vua của nó. Đánh thủ thủ phan. Ôi bỏ mít rồi, thằng Athe đang đứng đây này. Bỏ đó đế làm gì? Tiêu chết con đâm kìa. Ê em, trẻ rồi. Có tụi mình nhận ra đến luôn đây, phải thế nào. Đứng làm chi quá. Ép là được rồi, đứng ngay trụ làm gì. Bắt nạt em tủ quá nhờ. Giải trí hết luôn. Thôi đi con mẹ. Cóc kìa, cười cái gì. Cóc kìa. Cóc kìa bà nhờ. Còn má, thành tích thôi. Ồ, bà làm bám rồi. Cười nhỉ, cười nhỉ. Mua chưa. Cười à Tốt. Tốt có tao nhiêu vi. Ông ăn luôn đi. Do nãy giờ mày xin. Mất không ngoài đâu, thằng thẩm án. Mày xin qua nhiều á, quốc mày yếu lắm. Mày đừng ép thôi, đừng có ra lên. Thôi đi theo con Storm hết level chung đi, level 8 vậy. Invi vô đường soi đi. Âm hộp nha. Hai phút mới công cục ngọc. Một cùng một cái hai. Đấy có lên level đấy. Thôi ông tự lo nhé, tôi hết lực rồi. Rồi gọi hộp. Về quốc ơi, mày không nhìn nè. Thôi chết mềm rồi quốc ơi. Về thẳng nhà đi, cốc trên cốc đó. Có pha mông mà chết rồi. Alo, qua bà lại tôi. Có chết không? Có chết.
Rồi mẹ thằng Hương côn ở góc trên top đi cô ồ mày. Có biết gì nó côn. Nó đứng đây nè thì tao kêu thằng kia về thôi, không biết về thôi. Nó ra thẳng mid nó lùa tao luôn. Mid lên cái hút đi, mid rồi, mid lên cái hút đi, lên cái hút đi. Mày lên đồ đi tao sắp cho. Về đi, về đi, về đi. Ngồi đưa quay tao cắn. Bước ra. Bước ra. Này sắp hết hết time chưa? Mới cắm á, mới cắm á. Không nguyên. Ui đi con mẹ cứu cứu Hương ơi. Đây. Đứng luôn, nó đứng đại. Nó gà hụt rồi, may quá. Có spy công giết thằng Đông nè. Rồi. Cho có anh 10 giây. Nó tắt về em, anh cắm xin cho, nó có xin rồi. Nhìn hết lên nè, tôi đang con đeo blink nhá, không ra trước. ACTL có rớt ở bot á. Đợi sao biết, đợi sao biết, đợi sao biết, đợi sao biết, Dũng, đừng ép, đừng ép, đợi sao biết. Nói một lần thôi. Để nó lùa anh Tùng rồi. Bỏ đi về, ông mấy mày về hết đi. Còn 3 giây để về đấy. Nó đánh nè. Nó đánh thì bỏ thôi, mày có gì đâu mà đánh. Thì tao nói không biết lót mà mày lùn. Mà cái mẹ này, cho fit nhiều fit. Cho cả. Dùng mình nhỉ. Bỏ đi đừng đánh mấy mạng rừng mà không lại đâu. Di tàn farm đi. Lồn lên. Rừng mình đông lắm á nha, tốt không có ai đâu. Bỏ rừng mình đi. Ồ, nó trên đây. Bot chuẩn bị đánh anh em ơi, bot sẽ bắt lấy rác này. Không có cóc. Từ hết bàn này, hết bàn này. Rồi ông chết, thế là lấy bot chết này, vừa nói luôn. Má à, đánh có phải nhìn mắt cho mọi người là sao mắt, ta? Không biết nhìn mắt. Alo. Đưa đầu lúc này. Có trứng chưa? Có rồi mà chưa có đê rồi đi. Respect vừa lấy rát đi. Đánh nghe một người cười gì. Nghe xem phút này đi Hương. Ừ, từ từ, hết tiền rồi đi.
Anh bot đi nhờ thằng cóc mít rồi đây. Anh bot được nhưng mà không ai lên cùng. Anh cứ đánh đi em cũng đi. Bét rồi. Rồi, 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 rồi. Tôi lên được đấy. Có gặp là tôi lên luôn. Tôi đang ở sau nha. Đâm luôn này. Thằng nào đây nè. Nó bỏ nó bánh vào cam đi. Khóc rồi. Giết được đó, hết hết đấy. Có ba nghìn vi boss cẩn thận. Có xe này em thay em nói. Ủa đông đông em ơi. Đánh được đây, quay lại ấp trứng cho nó. Rớt trong đây này. Mỗi yêu cầu. Đánh được. Có xe hú này. Ta lên cốc rồi. Theo AC, theo AC. Tách cho một cái, cắt tách cho một cái nó hú này. Đánh luôn, không chết đâu. Đánh tay đi, còn ông cứ đánh tay bình thường. Rất bờ linh đang ở sau nhé. Vào đi bạn ơi. Tôi còn đang bờ linh. Tôi còn đào tôi vào chứ. Mua tao cái xe đồng đi xe. Tôi cầm đớt đi Tom ơi, còn lót cầm đớt tôi hết lót rồi. Lên lóc à? Ừ. Cho mày lóc không hay đâu. Thôi lỡ lên đi. Bắt người thoải mái đây, cả thằng cóc cái bắt được hết rồi. Đỗ Tấn Quốc, không có tiếng gì vậy ta? Rồi xuống đi với Tú đây, ba thằng dưới boss này. Có lực ở đây nha. Tiếng mà. Chết đi. Tao không được xe đùa ngủ quá nè mày. Ok, ngủ lắm luôn. Em để tiếng game nhỏ đấy. Cục đỉnh tiền đi cháy quá nha. Các bạn bot đánh tiếp nha. Mày các bạn đánh chứng là cái đất bot này về tele về hết đi. Phương mà cứ ép mà bay ra trứng nha, ép mà nó bê. Đứng sau pit lock là tay pit bê tay. Cứ ép là được rồi, ép là luôn rồi. Khả năng nó không bê nữa đâu. Bây giờ có vô rừng nha, đông á. Né rừng. Móc rồi. Nhìn. Cóc đang từ hướng này lên nha, tách vô đây. Về đi. Đẩy boss lên, đẩy boss. Boss không còn ai đâu. Đẩy cao lên. Đỗ Tấn Quốc, chí đầu tư chốt công nghệ Echo gì Vocaster anh em nghe coi tạ. Quế cái này kia nữa mà. Cutter thì tôi không khoái mà cutter lắm.
chui thì có tiền đâu. Mày đi trước rồi. Giờ nó tầm 2-3 triệu mà, 2 triệu là có rồi. Kiểu sao càng đúng không? Kiểu vui sao càng đúng không? Tôi là tôi dân kinh thủ mà nè, tôi player phải đánh nó theo kiểu cái tờ đâu. Alo, có ai với tao? Có. Né ra. Bot cộng đồng nhá. Can đập từ một cái bên cover này. Có đông luôn nhá. Hay là thằng kia. Có cái bên lên. Cái này bị gì ta? Cái này bị hắt thì liên tục khó chịu quá. Để chuyển chờ nè. Bị chuyển khó chịu quá. Dạ được các bạn. Đỗ Tấn Quốc không có magic hả ta? Không tối nó bây giờ để đi làm. Nó chụp bọn mày à? Nó tự sao được? Cái này ông đóng mà đóng trước cái chị ba thấy không? Tại vì cái này nó đâu có gì đấy đâu. Tên Ken Shiva đồ. Trời ơi, mày quên em ơi. Ôi trời. Về Tú ơi, mày làm, tính làm gì đó Tú? Đại Hương có chuyện khác chơi là sao Đại Hương? Hỏi tới tôi. Hương tiểu. Anh kẹt nó lại chứ quá muộn, anh nói mà mày. Chết luôn á. Ủa đông nha. Ê, Tú, có trứng này, có trứng này. Ủa đây luôn rồi nè. Anh ơi. À, xe chưa tới đâu, xe chưa tới. Trời ơi, nó bắt đùng. Này này thế là chết. Cảm cấp hương. Hoàng Tú. Hello anh Chí. Đấy Hoàng Tú nha. Our warriors have engaged the enemy. Anh mất cái thùng. Cái gì ông nói gì cơ? Như còn mất cái sao? Our warriors have engaged the enemy. Rồi thôi.
vì tếu vì có điện nhớ thổ không à không làm rừng em làm không rừng. À ờ anh thi đầu để con giải thôi tấu vô tay hiếu tao à rừng nếu pha em cứ pha lên chi mày đủ em xin nào anh thi trắng thành á vô không tấu có nó có thay không dạ hỏi thử Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ôi có mắt này. Anh em ơi. BKT. Mà giờ đừng có cam này. Xuống bot được này. Để cho có tôm chứ mình farm được rừng nó thì mình cứ farm mình ngu. Mày tao là phụ mày chính là phụ. Con tôm cứ gặp thằng cóc là bắt thôi, nó đi lẻ là bắt thoải mái thôi, có sờ bét mà. Ta đây bắt được đó. Thằng ST cũng được này, vô luôn đi không? Bay thẳng. Con tiêu luôn đi, con tiêu mở sai đi. Bay sớm chết con cóc. Cô lúc nào bắt thằng cóc thì côn thôi rồi, nó không có BKB nó không sống rồi đâu. Tên sau thì nó có mẹ BKB. Thằng boss này đâu không talent lấy không được đâu thằng này. Chỉ chuyển xuống đây. Không. Bê nốt cái boss đi đã. Em cover nhá. Nó không có đâm đâu. Chỉ mới sắp đến giờ chơi mấy ngày đấy. Kêu á. Ừ, bỏ đi các bạn ấy. Cái này mình bị xoang ấy ốc vậy. Toan cứng cầu một game. Cái lâu lâu bị nó bị vậy á. Bệnh nhỏ giờ rồi. What is your wish? Cái mua này cầm. Ông chim. Cầm trong tuần này, trong tuần này thì sẽ có kèo 5M của team Đà Nẵng đánh với team Sài Gòn đấy. Ở nào đánh thì mình sẽ thông báo. Chốt kèo này. Chốt lại ấp rồi nhưng mà chốt kèo thôi. Cầm game ra sách hết sao đâu sao nào sao. Để expect để lên. Cái phù này thì phù này. Pick vô tanh đồ sang trước đi pick. Không đứng cái này block lại. Vô để làm gì vậy? Anh em biết vì sao Coutini Coutini ấy không? Coutini đầu game mà sẽ đi game cùng mà là này, mà sau lay game nó đi nó tách ra đi lẻ không? Đứng cái này này.
Cái tầm này con tin nên đi về nhà rất nhanh, lấy đi lẻ nó sẽ hiệu quả hơn là đánh con bá tổng. Đứng trên này này, ngủ thế. Không cầm kìa. Có sáng kia slot. Ờ, cái slot rồi, không cầm đi. Tầm này sợ bao quá sợ tao không gọi làm gọi rồi cũng thấy hết cửa rồi. Tẩy máu đi bạn. Về đi. Đỡ. Mà ghét được tính thêm nữa không? Ghét nó đến thuê mà đánh Sài Gòn. Đà Nẵng thì có tôi nè, tôi vì nãy tình đá tay nhóc với cả anh Hùng. Là kia là Magic câu cao Magic câu cao ai đây nhỉ? Vigot đi đây với cả cái đoàn. Mỗi đội anh Tùng không nhiều tiền bằng Hương. Hơi tủi thân cái đấy đó. Tú lại gấp rồi. Tú là nó cứ đâm đẻo nha, mà nó win xong nó chọc chọc cái này cái kia. Lý do vì sao đâm đẻo Thương? Vì mày đấy. Vì mày đấy. Mày hot kìa, không đừng. Cơm tèo. Á cha, Huy lại gấp hả em? Hút lại ngon. À mập địch đánh là xe như cái đồ bùi. Khai mặt ở đâu vậy? À khai mặt tem nào gặp tem nào vậy? Chưa biết anh, chưa biết. Kệ đi, nào đánh thôi gì đó. Trần Minh Tuấn, có cá tiền nhữa chưa thiếu tôi gen được. Có tiền á. Thế tốt nha. Thắng lại đi Huy, vô kia đó là bật lại em. Không lợi rồi. Dương lại gấp. Mà la không Linh. Ăn cước nãy giờ anh chưa? Không có. Ủa cái trận đây là thắng hay thua? Thắng chứ. Thắng được bụng rồi. Thua. Chị ơi, để biết ai cầm Mora hả chị? Đẳng cấp. À đúng rồi. Trời ơi, cái lòng em ngu vậy chứ. Gì đấy? Sắp tới khả năng Renet nè, sắp tới khả năng Renet đánh từ nha, đợi gà mấy đội chung nhất. Đó chuyên nghiệp ấy. Anh em vào nắng ghé xe cho vui nha. Địa điểm thì sẽ gì ta, sẽ update sau. Nói chung là có một cái phòng game ở dưới Đà Nẵng, nói chung là đánh 5 năm, đánh 5 năm được. Khả năng lâu Renet sẽ hấp thử cho vui. Hai ông hai sao một tiếng rồi mà đếm cái gì? Nó không nói. Ủa. Cái chửi sao? Khả năng tôi offline ở đây nha anh em, nghỉ ngơi tí đây. Nghỉ ngơi tí rồi tối chơi anh em ơi. Tạm biệt em, hẹn em tối nay. Sức khỏe tôi đang không ổn định lắm nên khả năng là phải nghỉ ngơi tí đây. Tính chip vậy. Tụi bên em